Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 94. Ngô Bình, thật không vậy? Ta thử luôn được không? Anh vừa nói dứt câu thì đã biến mất, cùng với đó, chiếc nhẫn cũng biến đâu luôn. Chu Nguyên Thông và Đinh Mặc tìm kiếm xung quanh mãi mà không phát hiện ra dấu vết gì, mãi sau, Ngô Bình mới bất ngờ xuất hiện trở lại. Đúng là ban nãy, Ngô Bình đã quay lại pháp đài văn minh, anh hỏi Chu Nguyên Thông, đại ca, ban nãy anh có cảm nhận thấy em không? Chu Nguyên Thông lắc đầu, không hề luôn, như kiểu chú bốc hơi khỏi nơi này luôn ấy. Anh nghĩ đến đạo tổ cũng không thể phát hiện ra chú được. Ngô Bình mừng rỡ rồi cười nói, xem ra dùng cách này để chạy trốn thì quá xuất sắc rồi. Tinh thần, ta sẽ bảo vệ an toàn cho cậu, đổi lại, cậu phải truyền bá nền văn minh của chúng ta. Ngô Bình, đương nhiên, sau này, ta sẽ dẫn nhiều thiên tài đến kiểm tra. Thấy Ngô Bình đã nhận được sự tin tưởng của tinh thần, Chu Nguyên Thông mừng rỡ, ít nhất thì sau này anh ta cũng dễ dàng nhận được truyền thừa hơn, mà không cần chạy đến biển tinh túc nữa. Cất nhẫn đi xong, Ngô Bình nói, đại ca, mình về thôi chứ. Chu Nguyên Thông gật đầu, chuyến này lãi to rồi, về thôi. Ba người quay về theo lối cũ, khi đi qua hồ nước thì họ vẫn thấy tàu chiến của thần tộc đang lở lửng trên cao, có rất nhiều dây thừng thòng xuống để tìm kiếm dưới đáy hồ, có một đầu dây thừng đã thắt trên con tàu chiến ở dưới đáy. Thấy thế, Ngô Bình nói, hai anh, các anh đi trước đi. Chu Nguyên Thông, chú định làm gì? Ngô Bình cười đáp, các anh yên tâm, em có chừng mực. Dưới đáy hồ có một con tàu chiến, em không thể để thần tộc lấy được. Biết Ngô Bình đã có nhẫn thạch anh nên Chu Nguyên Thông cũng không khuyên nhủ nữa mà dẫn Đinh Mặc rời đi trước. Hai người họ đi rồi, Ngô Bình hỏi tinh thần, dưới đáy hồ có một con tàu chiến rất lớn, ngươi có thể chuyển nó vào trong không gian này được không? Tinh thần, được. Cậu muốn cho cả hồ nước này vào cũng được. Ngô Bình, tốt, lát anh hãy cất cả con tàu ấy và ta vào trong không gian nhé. Dứt lời, anh đã hóa thành một đường kiếm rồi bay xuống đáy hồ. Vì tốc độ quá nhanh nên khi người của thần tộc phát hiện ra thì anh đã đáp xuống con tàu chiến dưới đáy rồi. Một tia sáng lóe lên, tất cả dây thừng bị chặt đứt, sau đó Ngô Bình gào lên, tinh thần, làm đi. Ngay sau đó, cả Ngô Bình và con tàu đều biến mất, khi người của thần tộc đi xuống đáy thì chẳng còn thấy gì hết, con tàu biến mất, mà kẻ cắp cũng mất hút. Chuyện gì thế này, một tu sĩ thần tộc gào lên, người đâu? Tàu chiến đâu? Một người khác nói, hình như biến mất rồi, nhưng không hề có dấu vết gì hết. Chết tiệt, rốt cuộc tên nào to gan dám đối đầu với thần tộc chứ? Tu sĩ kia sầm mặt nói, con tàu này là do Thánh Hoàng ngày xưa của nhân tộc làm đấy, nó rất có giá trị nghiên cứu với chúng ta. Nếu để nó lọt vào tay của người nhân tộc thì chắc chắn sẽ tạo mối đe dọa lớn cho mình. Tìm ngay, huy động tất cả lực lượng đi tìm con tàu ấy. Vâng, lúc này, Ngô Bình đang ở trong không gian, không có việc gì làm nên anh bắt đầu tu luyện sức mạnh tinh thể. Nòng cốt của nền văn minh tinh thể là ở kết cấu tinh thể của vật chất hoặc năng lượng. Nền văn minh này cho rằng, khi vật chất hình thành một kết cấu nào đó thì sẽ tạo ra một năng lượng đặc biệt. Đó chính là sức mạnh tinh thể. Qua một kỷ nguyên nghiên cứu, họ phát hiện hơn 17.000 loại kết cấu tinh thể có giá trị, các kết cấu này đại diện cho một loại sức mạnh tinh thể. Nghiên cứu sức mạnh tinh thể xong, Ngô Bình thấy nó có điểm tương đồng với phù ấn và trận pháp. Hơn cả là giống sự kết hợp của trận pháp và ý nghĩa, vì thế anh lĩnh ngộ cũng không quá khó. Càng nghiên cứu, Ngô Bình càng thấy sức mạnh này rất phi thường. Tu luyện sức mạnh tinh thể phải tiến hành theo trình tự, chờ khi tu luyện đến bước đầu đến viên mãn thì mới được tu luyện lên sức mạnh tinh thể cấp 2. Ở văn minh tinh thể, hiện có 99 cấp sức mạnh để tham khảo. Nếu Ngô Bình muốn tu luyện đến cấp cuối cùng thì phải bắt đầu từ cấp 1, sau đó cứ thế luyện lên dần. Anh tập trung nghiên cứu hẳn 3 ngày rồi mới ra ngoài, đương nhiên tu sĩ thần tộc đã đi từ lâu. Anh mỉm cười rồi rời khỏi biển tinh túc, quay về phủ Ngô Vương. Chu Nguyên Thông và Đinh Mặc đang chờ Ngô Bình ở đây, thấy anh bình an trở về, cả hai đều thở phào một hơi. Đinh Mặc, nhị đệ, anh với đại ca phải về rồi. Đại ca có việc gấp cần xử lý, anh cũng có việc phải làm nên không thể nán lại được nữa.
Ngô Bình, vâng, hai anh về trước đi, em ở lại thêm vài hôm nữa. Tiễn hai người đó xong, Ngô Bình gọi Lam Hân Nguyệt và Lam Minh tới, sau đó tiếp tục nâng cao thực lực cho họ. Sau khi trời tối, anh đã bỏ Nhẫn Thạch Anh vào động thiên, sau đó bảo tinh thần thả tàu chiến ra. Ngay khi con tàu chiến xuất hiện ở động thiên, Ngô Bình đã thấy cả không gian rung lên, chính anh cũng thấy có sức ép đè nặng mình. Anh thoáng ngạc nhiên với cân nặng của con tàu, may mà động thiên của anh mạnh, không thì chắc đã sụp đổ ngay rồi. Bên ngoài con tàu được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng như vảy cá, Ngô Bình định mở nó ra nhưng thử mấy lần vẫn không thành công. Thấy thế, anh mặc kệ nó, sau đó quay sang luyện chế đan dược để giúp Lam Hân Nguyệt và Lam Minh đột phá. Hiện giờ, trình độ luyện đan của anh đã hơn xưa rất nhiều, vì thế anh muốn tiến tới một trình độ luyện đan cao hơn. Nhưng dược liệu của anh có hạn, anh cần có thêm nhiều dược liệu thiên ngoại thì mới có thể luyện chế được đan dược ấn chứa thiên đạo. Sau đó, người uống đan dược có thể bù đắp được thiếu sót của thiên đạo nhờ vào đan dược. Rõ ràng điều này là cực kỳ khó, muốn luyện chế được đan dược ấy thì anh phải có hiểu biết sâu rộng về thiên đạo, mà hiện giờ anh lại chưa làm được. Vì thế, tạm thời anh chỉ có thể dùng dược liệu thiên ngoại để luyện chế các đan dược hoàn hảo hơn thôi. Anh đăng nhập vào mạng tiên xem có ai bán dược liệu này không, sau một hồi tìm kiếm, anh đã tìm được, nhưng rất ít người bán, tìm mãi cũng chỉ có hơn chục cửa hàng. Dược liệu thiên ngoại đều có giá trên trời, toàn tiền tỷ thần long trở lên. May mà bây giờ Ngô Bình không thiếu tiền nên anh đã mua hết dược liệu thiên ngoại của các cửa hàng này hết cả đống tiền. Mua dược liệu xong, anh cảm thấy vô cùng tiếc của, sau đó anh sắp xếp lại dược liệu để chuẩn bị luyện đan. Ngô Bình vừa định bắt tay vào việc thì nghe thấy tiếng người đến báo nói sứ giả của Hoàng đế đến. Sứ giả của Hoàng đế cầm thánh chỉ rồi đọc trong đại điện của Vương Phủ, nội dung đại khái là tối nay Hoàng đế sẽ tổ chức yến tiệc, tất cả văn võ bá quan đều được tham dự, vương gia ở khắp nơi cũng phải đến. Ngô Bình nhận thánh chỉ xong thì nói, xin chuyển lời đến Hoàng đế là bản vương sẽ có mặt. Sứ giả đi rồi, Ngô Bình gọi Lam Hân Nguyệt đang tu luyện đến rồi nói. Hân Nguyệt, tối nay trong cung có yến tiệc, không biết Hoàng đế định dở trò gì nữa. Lam Hân Nguyệt, anh có thể không đi mà, dẫu sao họ cũng không làm gì được mình. Ngô Bình, dẫu sao anh cũng là vương gia của Hoàng triều Hắc Thủy, nếu muốn giữ vững vị trí thì phải nể mặt Hoàng đế chứ. Lam Hân Nguyệt, nếu thế thì em sẽ đi cùng anh. Ngô Bình, Hân Nguyệt, em nghĩ mục đích của buổi tiệc này là gì? Lam Hân Nguyệt, để em hỏi mấy gian tế xem có phát hiện gì không. Lam Hân Nguyệt có tình báo ở trong cung nên loáng cái, cô ấy đã tươi cười nói, tưởng gì, hóa ra Hoàng đế thiếu tiền. Ngô Bình ngẩn ra, thiếu tiền ư. Lam Hân Nguyệt, quanh Hoàng triều Hắc Thủy có rất nhiều kẻ địch mạnh nên chúng ta tốn nhiều tiền cho quân sĩ lắm. Tháng trước, chúng ta vừa đánh nhau với Man tộc xong, kết quả đã thiệt hại 3 triệu đại quân tinh nhuệ. Vì thế Hoàng đế đã mất một khoản lớn, giờ chẳng còn tiền để đánh với Man tộc nữa. Ngô Bình, lẽ nào Hoàng đế định mượn tiền mình à? Lam Hân Nguyệt, đúng thế, mỗi quần thần và vương gia góp một chút là Hoàng đế lại có cả đống tiền rồi. Ngô Bình cười lạnh, còn lâu mới moi được tiền của anh. Lam Hân Nguyệt, chồng, anh tưởng Hoàng đế sẽ mượn tiền trực tiếp của anh à? Anh không hiểu ông ta rồi. Tối đi dự tiệc rồi anh sẽ biết cách mượn tiền của ông ta. Ngô Bình, cách gì thì anh cũng không xì tiền ra đâu. À, chuyện này đã có tiền lệ chưa? Lam Hân Nguyệt, nhiều rồi là đằng khác, số tiền thì mỗi lần mỗi khác, lúc ít lúc nhiều, nói chung là mọi quân thần đều phải đóng góp. Ngô Bình không quan tâm đến Hoàng triệu Hắc Thủy, anh chỉ cần vương phủ được bình an thôi nên cũng không nghĩ nhiều mà cùng Lam Hân Nguyệt chuẩn bị vào Hoàng cung. Hoàng thành ở đây tên là thành Hắc Thủy, là thủ đô thứ 3 của Hoàng triệu Hắc Thủy, hay còn gọi là Tây Kinh. Mấy thủ đô khác đã bị chiến tranh phá hủy rồi. Khi hai người đến đây thì chưa tới giờ tiệc, Ngô Bình không vào Hoàng cung ngay, mà dẫn Lam Hân Nguyệt đi dạo. Thành Hắc Thủy rất sầm uất, Ngô Bình khá thích không khí ở đây nên đã đi tới những chỗ đông đúc, xem có thứ gì hay để mua không, sau đó mang về cho vợ con ở nhà. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ngọc, Ngô Bình thấy bên trong có nhiều chiếc bình rất đẹp nên đã vào mua vài chiếc mang về nhà trưng.
Trên quầy có một chiếc bình màu đỏ rất đẹp, đã thế còn có thể tự phát sáng, ngoài ra còn có xương tím dập dềnh bên trong. Ngô Bình liếc nhìn thấy khá hay nên hỏi chủ hàng, bình này bao nhiêu tiền? Ông chủ đã ngoài tứ tuần, ông ta đáp, 1 triệu tiền báu, cậu mua nổi không? Mang tiếng bán hàng mà không biết cách ăn nói, Ngô Bình bực mình lên tiếng, không, sau đó quay đầu bỏ đi. Ông chủ hừ một tiếng rồi mắng, nghèo hèn còn bày đặt. Ngô Bình đứng lại nói, ông bảo ai nghèo hèn? Ông chủ ngẩng đầu lên, tôi bảo cậu đấy. Sai chắc. Ngô Bình, ông ăn nói cho cẩn thận, hễ nổi giận mà tôi sẽ bị hắt xì đấy. Ông chủ cười đều nói, thì cứ hắt xì đi, cho nổ mũi luôn đi. Ông ta chưa nói xong thì Ngô Bình đã hắt xì một cái, một luồng khí bắn ra khiến tất cả bình trong cửa hàng để vỡ hết, chỉ còn cái bình anh ưng ý là còn nguyên vẹn. Ông chủ ngẩn ra một lúc rồi gào lên thảm thiết, hàng của tôi, hàng của tôi. Sau đó, ông ta quay phát lại rồi lườm Ngô Bình, đền đi. Cậu phải đền gấp 10 lần tổng thiệt hại cho tôi. Lam Hân Nguyệt cười khẩy nói, Hoàng Triệu Hắc Thủy có luật, giới quý tộc làm hỏng đồ của thứ dân thì không cần phải đền. Ông chủ ngây ra, cái gì? Các người là quý tộc ư? Tuy ở đây là thành Hắc Thủy, nhưng giới quý tộc đến đây đều ăn mặc rất trang trọng để thể hiện thân phận của mình, trong khi đó Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt thì không. Lam Hân Nguyệt, ông mở cửa hàng kinh doanh mà ăn nói rất mất lịch sự, bảo sao mà chẳng có khách đến mua. Ông chủ quát, quý tộc, các người có chứng minh được thân phận quý tộc của mình không? Lam Hân Nguyệt giơ huy hiệu vương tước ra rồi lạnh giọng nói, mở to mắt chó của ông ra mà nhìn. Ông chủ run như cầy sấy rồi vội vã quỳ xuống đất, xin lỗi vương gia, xin vương gia tha tội. Không cần biết Ngô Bình là vương gia nào, nhưng cũng là nhân vật là chủ của một cửa hàng nhỏ như ông ta có thể đắc tội. Tuy sau lưng ông ta cũng có hậu thuẫn. Ông ta cũng quen giới quý tộc trong kinh đô, nhưng địa vị của họ cũng kém xa vương gia. Ngô Bình cầm cái bình duy nhất vẫn còn nguyên vẹn lên rồi nói, tôi mua bình này, dứt lời, anh trả cho ông ta 1 triệu tiền báu. Anh cất bình đi rồi rời đi, sau khi đi được một đoạn, anh chợt bật cười nói, Hân Nguyệt, cảm giác làm người xấu thích thật đấy. Lam Hân Nguyệt lắc đầu, xấu khi nào, anh vẫn siêu tốt đấy chứ. Nếu là vương gia khác thì lão già kia bay màu rồi, khéo còn chu di cửu tộc ấy chứ. Ngô Bình cau mày, gì mà ác thế? Ai cho phép một chủ cửa hàng nhỏ dám xúc phạm vương gia chứ? Họ đi tiếp lên phía trước thì Ngô Bình nhìn thấy một cửa hàng quần áo, bên trong lắp đặt rất đẹp, hơn nữa khách hàng ra vào cũng thuộc giới thượng lưu, tên của cửa hàng là Thiên Y Quán. Ngô Bình nổi hứng nói, Hân Nguyệt, chỗ này bán quần áo này. Lam Hân Nguyệt cười nói, đây là Thiên Y Quán duy nhất của Hoàng Triều Hắc Thủy, đồ bên trong đắt kinh khủng, vì đều được làm từ loại tơ thượng hạng, đến em còn không mua nổi. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, tuy trước kia phủ chiến vương sa sút, nhưng nền móng cũng chắc, với điều kiện như thế mà Lam Hân Nguyệt cũng không mua nổi đồ ở đây, vậy quần áo trong cửa hàng này đắt đến mức nào? Anh nói, hôm nay em thích gì thì cứ chọn đi, anh bao. Lam Hân Nguyệt mím môi cười vui vẻ rồi nói, thôi, em có nhiều quần áo rồi, mua thêm đồ ở đây cũng lãng phí. Xong, Ngô Bình vấp quả quyết kéo cô ấy vào trong. Vừa vào trong, Ngô Bình đã thấy mắt mình phát sáng, không gian bên trong cửa hàng rất rộng, có trên 100 cô gái có vóc dáng rất đẹp đang mặc đồ mới rồi đứng trên các bục, một lát họ lại đổi dáng đứng để thu hút sự chú ý của khách hàng. Quần áo đẹp, mà người mẫu cũng đẹp. Lam Hân Nguyệt nói, chồng, người mẫu ở đây bán cùng quần áo đấy, kiểu mua một tặng một. Ngô Bình chố mắt nói, anh mua đồ thôi, sao lại tặng người mẫu làm gì? Lam Hân Nguyệt, dạo này quần áo cũng có linh tính, khi mình không mặc thì vẫn cần cơ thể người làm ấm chúng, vì thế thật ra các cô người mẫu chỉ là giá treo đồ thôi. Ngô Bình thấy khó tin nói, quần áo mà cũng lắm chuyện thế ư. Lam Hân Nguyệt, anh mặc là biết. Ngô Bình liếc mắt rồi phát hiện có một chiếc trường sam dành cho nam tu, anh nhìn giá thì thấy là 5 triệu thần long. Người mẫu cười nói, công tử, anh thấy bộ này thế nào? Tuy là đồ nam, nhưng người mẫu mặc vẫn là nữ, nhưng dáng người của cô ấy khá giống nam giới nên mặc đồ vẫn rất đẹp. Ngô Bình, tôi mặc thử đã.
Anh vào phòng thay đồ, cô người mẫu trực tiếp cởi đồ ra rồi đưa cho Ngô Bình mặc. Thoạt nhìn thì bộ đồ này không vừa với người của Ngô Bình, nhưng khi anh mặc nó lên thì nó đã tự động thay đổi hình dạng cho phù hợp với số đo của anh. Sau đó, Ngô Bình đã cảm thấy bộ đồ này như được thiết kế riêng cho mình, vô cùng vừa vặn. Anh giơ tay lên sờ chất vải thì thấy mềm mượt như da em bé, hơn nữa kiểu dáng của bộ đồ cũng đẹp, làm Hân Nguyệt cũng khen luôn miệng. Cô người mẫu cười nói, công tử, bộ này được làm từ chất liệu cao cấp, anh có muốn thử không? Ngô Bình nổi hứng, chất liệu cao cấp gì? Cô người mẫu, nó được khắc trận pháp nên có thể làm tăng lực phòng ngự cho người mặc. Ngô Bình, oa, có cả chức năng này ư? Thế chất liệu tốt nhất thì có tác dụng gì, cô nói tôi nghe luôn đi. Cô người mẫu, chất liệu cao cấp nhất là thiên y, nó sẽ được khắc ba trận pháp cấp đạo tổ, nó được dệt thành từ sợi thần tơ và thiên tơ đã được ban phúc. Ngô Bình giật mình hỏi, trận pháp cấp đạo tổ ư? Ngô Bình đã hiểu, đây không chỉ là quần áo, mà còn là pháp khí. Anh hỏi tiếp, nếu đặt may riêng thì có phải chờ không? Cô người mẫu, có ạ, lâu thì một năm, nhanh thì nửa tháng. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, có bảng danh sách đặt may không? Cô người mẫu vội chạy đi lấy cho Ngô Bình xem, bên trên có rất nhiều đề mục, ví dụ như cấp trận pháp, giá cả, chất liệu. Ngô Bình nhanh chóng tích vào các ô rồi hỏi tiếp, tổng cộng bao nhiêu tiền? Cô gái nhẩm tính rồi nói, theo yêu cầu của anh thì sẽ hết 370 triệu thần long. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Lam Hân Nguyệt, em cũng chọn vài bộ đi. Ngoài thiên y của mình và Lam Hân Nguyệt ra, Ngô Bình còn chọn cho người nhà mỗi người một bộ, đến Lý Nguyên Tượng, Hoàng Hỏa Nhi, Nữ Đế Linh Hy và Thiên Chủ Thanh Tuyết cũng có phần. Loáng cái, Ngô Bình đã đặt mấy chục bộ và tốn gần chục tỷ thần long. Cô người mẫu vui đến mức suýt bật khóc, vì khác mua thiên y thì cô ấy cũng được chia hoa hồng. Ngô Bình, tôi muốn yêu cầu đồ đặt may phải xong trong 3 tháng, được không? Cô người mẫu, công tử, anh trả phí lớn nên chúng tôi sẽ phục vụ theo yêu cầu ạ. Ngô Bình, 3 tháng nữa, tôi sẽ đến lấy đồ. Thanh toán xong, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt đã rời khỏi thiên y quán. Lam Hân Nguyệt cười nói, chồng, mua quần áo thôi mà cũng tốn cả chục tỷ, chắc chỉ có anh mới dám vung tay quá chán thế thôi. Ngô Bình, người nhà anh có tu vi không cao, nếu họ mặc loại quần áo này thì khi gặp nguy hiểm, vẫn có cơ hội sống sót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lam Hân Nguyệt gật đầu, sau đó khoác tay anh tiếp tục đi dạo phố. Phía trước là con phố ẩm thực, hai bên bày bán đủ các món ăn vặt, nhiều món Ngô Bình chưa thấy bao giờ. Mắt anh phát sáng, bản tính ăn uống trỗi dậy, anh nói, Hân Nguyệt, chúng ta nếm thử đi. Anh đến trước một sạp hàng bán thịt xiên, đây là thịt dê, mùi vị rất tươi, tẩm ướp vừa vặn nên ăn rất ngon. Ngô Bình mua một xiên rồi vừa ăn vừa đi tiếp, còn Lam Hân Nguyệt thì như hầu gái đi theo sách đồ ăn vặt cho anh. Họ đi thêm một lát thì Ngô Bình phát hiện quanh đây có rất nhiều trẻ nhỏ mặc đồ rách nát da rẻ vàng vọt, đứa nào cũng thèm khát nhìn đồ ăn, nước miếng thì chảy ra liên tục. Ngô Bình phát hiện đám trẻ con này bị suy dinh dưỡng. Vì thế anh đã quay lại cửa hàng thịt xiên rồi hỏi, còn bao nhiêu để cho tôi hết nhé? Ông chủ mừng rỡ rồi đồng ý ngay, ông ấy nướng đến đâu, Ngô Bình cầm đến đấy, sau đó anh đã chia hết cho đám trẻ con. Chúng vẫn còn nhỏ, đứa bé thì khoảng 3, 4 tuổi, lớn thì 8, 9 tuổi. Nhận xiên thịt của Ngô Bình xong, chúng ăn nhồm nhoàm còn nhanh hơn cả Ngô Bình. Ngô Bình hỏi Lam Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, một nơi phồn hoa như kinh thành mà sao lại có nhiều trẻ em đói khát thế kia? Lam Hân Nguyệt, chuyện bình thường mà anh, ở đâu chẳng có người nghèo, hầu như chúng đều đã mất người thân hoặc là con nhà bị phá sản. Do bố mẹ mất khả năng kiếm tiền nuôi gia đình nên chúng phải lang thang đầu đường xó chợ. Đứa nào may thì được nhà khác mua về, sau đó nuôi dưỡng và cho ở lại phủ. Hầu hết thì đều sống lang thang suốt đời đến khi chết. Ngô Bình thấy chúng đáng thương nên lại mua thêm thức ăn cho chúng, nhưng anh cũng lo chúng ăn no quá nên không dám mua quá nhiều. Chờ chúng ăn đủ no rồi thì đứa nào cũng cúi đầu cảm ơn anh, sau đó rời đi.
Ngô Bình thưởng thức đồ ăn của hai cửa hàng khác xong thì chợt nghe thấy tiếng bước chân hối hả ở phía sau, anh ngoảnh lại thì thấy cả đống trẻ con chạy tới, chúng đều có dáng vẻ nhếch nhác, quần áo thì rách dưới. Đám trẻ con vây quanh Ngô Bình rồi xin ăn đồ ăn, anh cười nói, bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Mấy đứa có nhìn thấy con phố nà không? Giờ thích ăn gì thì cứ lấy, ăn xong thì chú thanh toán. Mọi người trên con phố đều nhìn thấy cảnh tượng này, các chủ quán mừng rỡ, ai cũng mời đám trẻ con vào quán mình. Loáng cái, lũ trẻ đã hớn hở chạy đi khắp các quầy ăn no nê thỏa thích. Ngô Bình hỏi một chủ sạp, ông chủ, một năm ông làm ở đây thì kiếm được bao nhiêu? Chủ quầy cười đáp, không nhiều, chỉ đủ ăn thôi. Mỗi năm, tôi kiếm được khoảng 5-60.000 tiền báu. Ngô Bình, tôi cho ông 500.000 tiền báu, sau này ngày nào cũng phải kinh doanh ở đây. Nhưng nếu bọn trẻ kia đến ăn thì ông không được thu tiền. Ông chủ nghe xong thì vui mừng nói, được, tôi đồng ý. Trên con phố phải có trên 100 sạp hàng, Ngô Bình đều dùng cách đó để thuyết phục các chủ sạp, anh sẽ thanh toán tiền trước 5 năm cho họ, mục đích là để đám trẻ con cơ nhớ được ăn uống miễn phí. Lam Hân Nguyệt cười nói, chồng em tốt quá, không chịu được khi thấy người dân chịu khổ. Ngô Bình, anh là nhân hoàng, thấy bọn trẻ sống khổ sở, anh không chịu được. Anh trầm tư một lát rồi nói, Hân Nguyệt, nếu anh là hoàng đế thì em có thể trị vì đất nước giúp anh không? Lam Hân Nguyệt ngẩn ra, chồng, anh muốn làm hoàng đế ư? Ngô Bình, ừ, nhưng làm hoàng đế lắm việc lắm, một mình anh không làm được. Vì thế cần có người giúp, em hộ anh nhé. Lam Hân Nguyệt, em từng quản lý vương phủ rồi nên cũng có kinh nghiệm, dù trước kia làm không tốt lắm, nhưng em có thể học. Ngô Bình hỏi, Hoàng Triều Hắc Thủy có năng thần trị thế không? Lam Hân Nguyệt có, đến bố em ngày trước còn ngưỡng mộ họ mà. Nhưng sau khi Tân Hoàng đăng cơ, các lão thần này đều hồi hương hoặc bị đày đi nơi khác, thậm chí có người còn ngồi tù. Ngô Bình, ừm. Hấn Nguyệt, sau này em hãy để ý đến họ, để họ nhớ chúng ta. Vâng. Đã sắp tới thời gian dự tiệc trong cung, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt đã vào cung. Nơi diễn ra yến tiệc rất rộng, hiện đã có cả nghìn vương công đại thần ở đây, hầu hết là người Ngô Bình không quen, vì thế anh chẳng chào hỏi ai, mà chỉ ăn uống và nói chuyện với Lam Hân Nguyệt. Đồ ăn trong cung rất ngon, từ khi vào đây, miệng Ngô Bình hoạt động hết công suất. Các cung nữ phải thay bát đĩa đồ ăn liên tục. Hân Nguyệt, cao thủ số một của Hoàng Triều là ai? Lam Hân Nguyệt, là quốc sư Hách Liên Hoàng Đồ, ông ta là mốt cường giả cấp đạo quân. Dưới quốc sư còn có 4 vị đại tướng quân Kim Tiên bán bộ, họ cũng có thực lực mạnh lắm. Đương nhiên, trong số các quần thần cũng có nhiều chân tiên phi phàm, ai cũng có địa vị cao hết. Ngô Bình, thế chứng tỏ, thực lực của Hoàng Triều cũng mạnh nhỉ. Lam Hân Nguyệt, vâng, đấy còn là ngoài mặt thôi. Hoàng Triều còn có nhiều sát thủ lợi hại lắm, nếu quốc gia mà gặp nguy hiểm thì họ sẽ xuất hiện ngay. Lúc này, phía trước chợt vang lên giọng nói, quận chúa Hân Nguyệt của Phủ Chiến Vương đây mà. Ngô Bình nhìn lên thì thấy có một người thanh niên vừa béo vừa xấu đang nhìn tới đây, người đó nhìn chòng chọc vào Lam Hân Nguyệt. Lam Hân Nguyệt cau mày nói, ra là Thế tử Điển Vân. Người thanh niên ngồi xuống đối diện Lam Hân Nguyệt một cách tự nhiên, sau đó nhìn Ngô Bình rồi hỏi anh là ai? Người hầu trong Phủ Chiến Vương à? Ngô Bình, tôi là ai không liên quan đến anh, cút. Ngô Bình không chút khách sáo mà đuổi hắn luôn. Người đàn ông xấu xí lạnh mặt nói, thằng nhãi này chán sống rồi hả? Nói rồi, hắn giơ tay đẩy Ngô Bình, cú đẩy của hắn trông có vẻ vụng về, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nếu Ngô Bình không có thực lực mạnh thì đã bị hắn đẩy cho ngã sóng xoài rồi. Thấy bị mình đẩy mà Ngô Bình vẫn ngồi yên, hắn ngẩn ra rồi lại đẩy tiếp phát nữa. Ngô Bình thờ ơ nói, biến, anh phất ống tay áo, người đàn ông xấu xí đã bị hất bay, sau đó ngã xuống một chiếc bàn ở phía xa, tạo ra tiếng động lớn. Lập tức có các thị vệ chạy tới rồi trầm giọng nói, đây là yến tiệc của Hoàng Cung, không được gây rối. Không ngờ, tên đàn ông xấu xí kia vẫn hống hách nói, bổn thế tử muốn đánh nhau đấy thì sao nào? Có tin tao giết hoàng đế của chúng mày luôn không? Các thị vệ nhăn mặt, đương nhiên họ biết hắn là ai,
nhưng họ không thể động vào người này được nên đành đứng sang một bên, không nói gì nữa. Tên đó đứng dậy rồi chỉ vào mặt Ngô Bình mà cười chế nhạo, thằng kia, mày dám đánh tao thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Không chỉ mày đâu, mà người nhà và bạn bè của mày cũng chịu chung số phận. Ngô Bình hỏi Lam Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, tên này ở đâu ra thế? Lam Hân Nguyệt, chồng, hắn là con trai trưởng của đại tướng quân Quách Huân trấn thủ ở dãy núi Điển Vân, hắn tên là Quách Trấn. Ngô Bình cao giọng nói, Quách Trấn, bổn vương gia đang bực mình, mau qua đây dập đầu tạ lỗi, không thì bổn vương gia sẽ thay bố anh dạy cho anh một bài học nhớ đời đấy. Quách Trấn nổi giận, vương gia cái con khỉ, trước mặt bổn thế tử thì mày chỉ là thứ rác rưởi thôi. Chịu chết đi. Tên này rất vô pháp vô thiên, hắn tung một kiếm phủ ra tấn công Ngô Bình. Ngô Bình chộp tay bắt lấy kiếm phủ ấy rồi bóp nát. Quách Trấn ngẩn ra, không ngờ Ngô Bình có thể làm được như vậy. Sau đó, anh tung một kiếm quang về phía Quách Trấn, đường kiếm lóe lên, tên thế tử kia đã bị chém đứt lìa đầu. Giết người rồi, có người sợ hãi hô lên. Người chết là con trai của Quách Huân, phiền rồi đây. Hiện trường rất hỗn loạn, có người khuyên Ngô Bình, Ngô Vương, mau đi đi, một khi Quách Huân đến nhất định sẽ giết người. Ngô Bình thản nhiên nói, yến tiệc còn chưa bắt đầu, sao bổn vương có thể rời đi? Ông ta tới thì cứ tới đi, ông ta không biết dạy con, ta sẽ dạy cho ông ta một bài học. Nghe anh nói như vậy, người khuyên cũng không dám nói nữa, nhanh chóng tránh ra xa. Lam Hân Nguyệt không lo lắng, cô ấy biết rõ sức mạnh và khả năng của Ngô Bình hơn những người khác. Chồng à, Quách Huân là một trong tứ đại tướng quân của Hoàng Triều Hắc Thủy, ông ta đã cống hiến rất nhiều trong việc Hoàng Triều Hắc Thủy có thể trấn thủ phương Bắc. Đương nhiên ông ta cũng tiêu không ít tiền, gần một nửa chi phí quân sự của Hoàng Triều đã được chi cho thiên lang quân của Quách Huân. Ngô Bình, nếu anh giết Quách Huân thì Hoàng đế sẽ thế nào? Lam Hân Nguyệt, Hoàng đế sẽ giết anh, sau đó nhân cơ hội giành lại quyền kiểm soát thiên lang quân. Ngô Bội, vậy nếu Quách Huân thông minh, ông ta sẽ không dây dưa với anh. Lam Hân Nguyệt, điều đó dựa vào sức mạnh của anh. Nếu sức mạnh của anh tầm thường, Quách Huân sẽ giết anh không chút do dự. Lúc này, một cung nhân đi tới, trông khí chất có vẻ có chức vị cao. Người đó cau mày hỏi, ai đã giết Quách Thế Tử? Ngô Bình, bổn vương giết. Cung nhân nhìn chằm chằm Ngô Bình, nói, Ngô Vương, cậu có biết giết người trong cung là trọng tội không? Huống chi, cậu còn giết con trai của tướng quân Quách Huân. Ngô Bình cười lạnh, làm sao hả, muốn trừng phạt tôi? Cứ thử xem. Cung nhân giật thót, nói, Ngô Vương, nô tài không có ý đắc tội. Ngô Vương, anh thật to gan, dám giết hại thế tử. Ngô Bình quay đầu lại và thấy một người quen, đó chính là nhị thập cửu hoàng tử đã giành viên đá thiêng với anh, Luyện Vân Nhạc. Ngô Bình, tôi đã giết người, nhưng chính hắn đã tìm đến cái chết. Người khác giết tôi. Đương nhiên tôi phải phản kích. Luyện Băng Nhạc cười lạnh, lại đây, bắt lấy người này. Ngay lập tức, một vài thị vệ lao ra, họ muốn giữ cánh tay của Ngô Bình lại, nhưng bọn họ còn cách Ngô Bình mấy mét đã đột nhiên không thể động đậy, thân thể lọt vào một trường lực kỳ dị. Luyện Băng Nhạc tức giận, các người đang làm gì vậy? Tại sao không ra tay? Một thị vệ khó khăn xoay người lại, há miệng muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc một chữ cũng không nói ra được. Để tôi. Một đại thần có mối quan hệ tốt với Luyện Băng Nhạc lao ra và xông tới chỗ Ngô Bình. Người này có tu vi chân tiên nên không coi Ngô Bình ra gì. Tuy nhiên, ngay khi bước vào kiếm vực của Ngô Bình, người đó không thể di chuyển, ngay cả tư duy cũng chậm lại. Láo xược. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ vô cùng uy nghiêm vang lên, kiếm vực của Ngô Bình trực tiếp bị phá vỡ. Anh khẽ nhíu mày nhìn người vừa ra tay. Đó là một tu sĩ mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, trên đó có hình một con cá âm dương khổng lồ. Người này vừa xuất hiện, Luyện Băng Nhạc vội vàng nói, quốc sư. Người này chính là quốc sư, là đạo quân trấn giữ Hoàng Triều Hắc Thủy. Ngô Bình, quốc sư, mời ngồi. Quốc sư thản nhiên nói, Ngô Vương, anh giết thế tử, đã phạm trọng tội. Ngô Bình không trả lời mà nói, quốc sư có biết về pháp hội giao chỉ không?
Quốc sư, đương nhiên tôi biết, nhưng pháp hội giao trì này có quan hệ gì với Ngô Vương? Ngô Bình cười nói, tôi rất may mắn, đã đi cùng với sư trưởng một lần. Quốc sư sửng sốt, sau đó đi tới ngồi đối diện với Ngô Bình. Bởi vì quốc sư biết, người có thể tham gia pháp hội giao trì nhất định không phải người đơn giản. Xin hỏi lệnh sư là ai? Ngô Bình, gia sư là Thiên Cơ lão tổ, anh không nói thật, nhưng đó cũng là ông nội của vợ chưa cưới, không coi là người ngoài. Quốc sư kinh ngạc, thì ra là đệ tử của Thiên Cơ lão tổ, thất lễ, thất lễ. Vị quốc sư này mới làm đạo quân hơn 100 năm, nhưng lại biết rất nhiều các nhân vật lớn trong giới tu hành. Thiên Cơ lão tổ này là nhân vật cấp bậc đạo tổ, là người mà quốc sư không thể chọc vào. Ngô Bình, quốc sư còn muốn trừng trị tôi không? Quốc sư cười khổ, không biết trả lời thế nào. Ngô Bình, tôi chỉ muốn làm một vương gia nhàn hạ ở Hoàng Triều Hắc Thủy, không có dã tâm gì, hy vọng sau này nhóm rác rưởi này không dây dưa với tôi không có thời gian đi đối phó với họ đâu. Quốc sư nói, công tử yên tâm, tôi nhất định sẽ cảnh cáo bọn họ. Nói xong, Ngô Bình đứng dậy rời đi, không tham dự yến tiệc của Hoàng gia nữa. Sau khi rời khỏi cung điện, Lam Hân Nguyệt hỏi, chồng ơi, tại sao anh lại phải rời đi? Sắc mặt Ngô Bình khó coi, quốc sư kia rất nguy hiểm, để đề phòng, chúng ta phải lập tức rời đi. Lam Hân Nguyệt rất ngạc nhiên, chồng ơi, quốc sư hình như rất sợ thân phận của anh, sẽ không gây khó dễ chúng ta chứ? Ngô Bình thở dài, hắn là Đại La Đạo Quân, nếu như Thiên Cơ lão tổ thật sự tới, có thể hắn sẽ sợ. Nhưng anh là đệ tử, hắn làm sao phải sợ anh? Lam Hân Nguyệt, ý anh là quốc sư sẽ lén ra tay. Ngô Bình, không biết nữa, nhưng cẩn thận là trên hết. Sau đó Ngô Bình dùng thuật độn, nhanh chóng quay về đất phong. Nhưng họ đang phi hành trên không trung thì một cánh tay màu tím xanh đột nhiên xuất hiện, kéo mạnh hai người lại. Ngô Bình biến sắc, anh có thể cảm nhận kẻ ra tay là Đại La Đạo Quân. Anh liền dùng một lá bùa thế thân, nói thay thế. Ầm. Cánh tay to tóm phải hai vật hình người, đó chính là con rối thay thế, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt đã đi xa. Ngô Bình không dám dừng lại, quay về Ngô Vương phủ bằng tốc độ nhanh nhất. Khi về nhà, Lam Hân Nguyệt thở phào, cô ấy tức giận nói, quốc sư đúng là muốn hại chúng ta. Ngô Bình, hoàng triều lớn thế này, dù có chết mất hai người cũng chẳng ai tra hỏi. Lam Hân Nguyệt, hắn ra tay bất thành. Liệu sau này có tiếp tục đối phó chúng ta không? Ngô Bình, nếu chúng ta dễ đối phó như vậy thì đã bị Hoàng Triều Hắc Thủy tiêu diệt từ lâu rồi. Em đừng lo lắng, sau này cố gắng đừng rời khỏi đất phong là được. Anh nghĩ một lúc rồi nói, anh đi thần thổ thông thiên một chuyến, em ở đây trông nhà nhé. Anh đi luôn, chẳng mấy chốc đã đến thần nông cốc. Trên người anh có một ngọn núi thần, nếu không dùng để kiếm dược liệu thì quá lãng phí. Sau khi đến thần nông cốc, anh liền lấy roi bách thảo ra. Roi bách thảo sẽ quất, phụt để hấp thu các loại dược liệu mà không làm tổn thương gốc rễ của nó. Như thế thì anh không cần thu thập dược liệu mà vẫn có thể luyện chế đan dược. Anh tới gần gốc tử đằng kia. Tiền bối, anh mỉm cười chào hỏi. Tử đằng dường như cũng rất vui, nói, trên tay cậu là roi bách thảo sao? Ngô Bình gật đầu, vãn bối đi tham gia pháp hội giao trì. Vương mẫu đã tặng vãn bối, nói đây là di vật của thần nông. Tử đằng khẽ thở dài, nói, đúng là ý trời. Xem ra cậu đã được định trước sẽ trở thành truyền nhân của thần nông. Đi đi, đã đến lúc mấy lão già đó gặp cậu. Ngô Bình vui mừng, vậy vãn bối đến gặp hồ lô tiền bối trước nhé. Ngô Bình lập tức đi hơn 20 dặm, anh nhìn thấy một ngọn núi nhỏ cao khoảng mấy trăm mét. Trên vách núi có một dây hồ lô màu vàng tím, bên trên có 7 cái hồ lô, 2 cái to nhất, 3 cái đang lớn, 2 cái vẫn còn rất nhỏ, dường như mới được kết quả không lâu. Anh cúi chào hồ lô, vãn bối Lý Huyền Bình kính chào thất bảo hồ lô tiền bối. Cái hồ lô ta nhất cao hơn 10 mét, phần dưới của nó có một cánh cửa mở ra. Một ông lão râu trắng cao khoảng một thước xuất hiện, ông ấy đánh giá Ngô Bình, hỏi cậu lấy cái roi bách thảo này ở đâu ra? Ngô Bình vội chắp tay làm lễ, thưa tiền bối, vương mẫu đã tặng cho vãn bối roi bách thảo.
Cậu biết Vương Mẫu sao? Ông cụ hơi bất ngờ. Ngô Bình, trước đây vãn bối từng tham gia pháp hội giao trì, Vương Mẫu ban tặng rất nhiều đồ. Ông cụ nói, xem ra thiên phú của cậu rất tốt. Ngô Bình, tiền bối, vãn bối tình cờ có được một tảng đá thần, không biết tiền bối có cần không? Nói rồi anh lấy ra một hòn đá thần khổng lồ cao hơn 2 mét, to như cái cối xay lớn, để ra trước mặt ông cụ. Đôi lông mày dài như bộ râu của ông cụ rung lên, ông ấy nói, cậu nhóc, không công không thể nhận lộc, cậu tặng ta một tảng đá thần lớn như vậy vì mục đích gì? Ngô Bình cười nói, trên danh nghĩa thì vãn bối là chủ nhân của thần nông cốc, nhưng vãn bối hiểu rằng những người như tiền bối mới là chủ nhân thực sự. Đá thần này chỉ để bày tỏ tâm ý mà thôi. Ông cụ nhìn lướt qua đá thần, khẽ ho một tiếng, thôi được rồi, thấy cậu cũng có lòng, ta sẽ nhận lấy. Ngô Bình nói, tiền bối, vãn bối muốn dùng roi bách thảo để thu thập chút dược lực khu vực quanh đây, không biết có được không? Ông cụ nói, dùng roi bách thảo không làm tổn hại dược liệu, cậu cứ tùy ý. Ngô Bình nói, đa tạ tiền bối. Sau khi nói vài câu, anh liền cầm roi bách thảo đi tìm dược liệu trong vườn thuốc, mỗi khi gặp được dược liệu đã trưởng thành vừa lúc, anh liền dùng roi bách thảo khẽ chạm vào. Không khí trong trận pháp xung lên, dược lực của dược liệu liền được vô số lỗ nhỏ trên roi bách thảo hấp thu, sau đó được đưa vào không gian khác. Sau khi hấp thu xong dược liệu trên địa bàn của thất bảo hồ lô, Ngô Bình lấy một tảng đá thần ra rồi dùng ánh kiếm chém nó thành cát thần, sau đó rắc đều cát thần xuống. Tất cả dược liệu đều nhao nhao nhảy nhót, cành lá lay động, vô cùng hào hứng. Ngô Bình mỉm cười, anh tiếp tục thu thập chút dược lực ở địa bàn của Tử Đằng rồi mới rời khỏi thần nông cốc. Sau khi ra khỏi thần nông cốc, anh nhớ ra thân công Nam Tinh trước đó đã nhiều lần nhờ anh quan tâm đường băng vân, giờ anh cũng được coi là đệ tử của thần Thổ Thông Thiên, thế nên muốn gặp mặt thân công Nam Tinh. Anh lấy ra bảo sách Thiên Kiêu để liên lạc với thân công Nam Tinh. Chẳng mấy chốc giọng của thân công Nam Tinh đã vọng ra, anh Lý. Ngô Bình, anh thân công giờ đang ở thần Thổ Thông Thiên sao? Thân công Nam Tinh cười nói, phải, tôi đang ở thần Thổ Thông Thiên. Nếu anh Lý rảnh có thể tới chơi, tôi nhất định sẽ tiếp đón thịnh soạn. Ngô Bình cười nói, tôi đang ở thần Thổ Thông Thiên đây, muốn gặp anh thân công một chút. Thân công Nam Tinh rất bất ngờ, thế sao? Vậy tốt quá, anh Lý đang ở đâu, tôi sẽ đến tìm anh ngay. Ngô Bình, tôi đang ở Điện Hỗn Thiên. Thân công Nam Tinh cười nói, được, tôi sẽ đến ngay. Ngô Bình đến Điện Hỗn Thiên, Hỷ Liên Thắng liền đi ra. Cười nói, công tử, điện chủ đang ở trong điện, cậu có muốn đi gặp không? Ngô Bình gật đầu, được. Khi gặp lại Cơ Tiên Bằng, anh thấy khí tức của ông ấy đã trở nên huyền diệu, xem ra khoảng thời gian này ông ấy tiến triển thần tốc. Cơ đại ca, anh sắp đột phá sao? Anh cười hỏi. Cơ Tiên Bằng, vẫn còn kém xa, nhưng cũng đã có chút dấu hiệu. Cậu đến đúng lúc lắm, anh có chuyện nhờ cậu. Ngô Bình, ồ. Chuyện gì vậy? Cơ Tiên Bằng, Điện Hỗn Thiên có một đám đệ tử có thiên phú khá tốt, anh mong lúc chúng mở ra động thiên có thể có được động thiên mạnh mẽ hơn. Ngô Bình, mở động thiên mạnh mẽ hơn sao? Việc này hơi khó đấy. Cơ Tiên Bằng cười nói, khó, nhưng không phải là không làm được đúng không? Ngô Bình, tất nhiên em sẽ dốc toàn lực làm tốt việc Cơ đại ca đã nhờ. Thế này nhé, anh cho em chút thời gian, em sẽ thử. Cơ Tiên Bằng, đợt trước anh có được một phương thuốc luyện đan cổ, cậu có thể tham khảo. Nói rồi ông ấy đưa một tấm da thú cũ kỹ cho Ngô Bình, Ngô Bình nhìn lướt qua thì quả nhiên là một phương thuốc luyện đan. Anh gật đầu, được. Hai người nói vài câu thì Hỷ Liên Thắng đi vào, bên ngoài có con cháu nhà thân công xin gặp. Ngô Bình, người đó đến gặp tôi. Cơ Tiên Bằng cười nói, cậu đi đi. Ngô Bình đi ra ngoài điện. Thân công Nam Tinh đang nhìn ngó xung quanh. Thấy Ngô Bình đi ra, hắn nhìn anh một lượt, cười nói, anh Lý à? Anh còn tuấn tú hiên ngang hơn cả tưởng tượng của tôi. Ngô Bình, anh thân công quá khen. Thân công Nam Tinh cũng rất tuấn tú, dáng người cao lớn, khí chất bất phàm. Thân công Nam Tinh quan sát Ngô Bình, thấy anh có dáng vẻ kỳ vĩ, có khí chất đầu đội trời chân đạp đất. Hai người vô cùng kính trọng đối phương.
liền cúi chào lẫn nhau. Anh Lý, tôi vẫn luôn mong được gặp anh, hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện, Nam Tinh đời này không còn gì hối tiếc. Ngô Bình cười nói, tôi biết rất nhiều anh hùng thiên tài trong bảo sách thiên kiêu, nhưng đến nay mới chỉ được gặp mặt anh thân công đây. Thân công Nam Tinh, anh Lý, sao anh lại ở Điện Hỗn Thiên, anh là họ hàng của Điện Chủ sao? Lúc này, Hỷ Liên Thắng đi đến, cười nói, thế tử thân công, công tử là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên. Thân công Nam Tinh kinh ngạc, tôi đã nghe nói từ lâu rằng Điện Hỗn Thiên thu nhận một thiên tài tuyệt thế, không ngờ đó lại là anh Lý. Ngô Bình, lúc trước tôi cũng rất tình cờ nên mới bái vào Điện Hỗn Thiên. Thân công Nam Tinh cười nói, vậy tốt quá, sau này chúng ta sẽ là đồng môn rồi. Anh Lý, mời anh đến nhà tôi uống chút rượu, chúng ta cùng hàn huyên một bữa. Ngô Bình nói, vậy đành làm phiền anh rồi. Hai người bay vọt lên bay thẳng đến thần thổ thông thiên, khu vực nơi thân công Nam Tinh sống. Nơi này rộng lớn, có một thành trì khổng lồ, tên là thành bốn mùa. Thành bốn mùa khác với thành trì thông thường, là một thành phố lập thể, bên trong thành phố có rất nhiều căn nhà lơ lửng trên không trung, thậm chí có một số hòn đảo bay. Có thể thấy vô số tu sĩ bay lượn trên trời. Bên bầu trời của thành thân công có một hòn đảo bay khổng lồ, rộng hàng triệu mẫu, trên đó có những công trình kiến trúc hùng vĩ muôn màu muôn vẻ. Nơi đây chính là khu vực sinh sống và tu luyện của các nhân vật nòng cốt nhà thân công, tên là đảo thân công. Họ đáp xuống một tòa nhà trên đảo thân công, đám người hầu cung kính quỳ xuống hành lễ thế tử. Thân công Nam Tinh nói, anh Lý, đây là nơi tôi sống, trông hơi giản dị, anh Lý đừng chê cười nhé. Ngô Bình, chỗ anh mà gọi là giản dị thì chỗ tôi ở chắc phải gọi là khu ổ chuột mất. Thân công Nam Tinh bật cười, anh Lý chỉ khéo nói đùa. Chúng ta đi vào kia nói chuyện nhé. Họ đến một khu sảnh rất đẹp đẽ, thân công Nam Tinh lấy trà tiên quý giá ra mời Ngô Bình thưởng thức. Ngô Bình, anh thân công, giờ chắc anh là Đoạt Thiên Tiên Tôn đúng không? Thân công Nam Tinh cười nói, tôi đã đột phá cảnh giới Đoạt Thiên được một khoảng thời gian rồi, cảnh giới này không dễ đột phá. Ngô Bình, chúng ta tu luyện địa tiên là để làm cơ sở cho thiên tiên, chậm một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải tu luyện cho căn cơ thật vững chắc. Thân công Nam Tinh, đúng vậy. Phải rồi anh Lý, giờ xếp hạng của anh trên bảo sách thiên kiêu ít nhất cũng phải ở top 3 nhỉ. Ngô Bình, lâu lắm rồi tôi không kiểm tra nên cũng không biết. Thân công Nam Tinh cười nói, vậy có tiện kiểm tra một chút không? Ngô Bình gật đầu, giờ tôi đang ở cảnh giới động thiên, mà cảnh giới động thiên có rất nhiều thiên tài lợi hại, tôi chỉ sợ khó mà được lên bảng. Thân công Nam Tinh, tôi thấy thiên tài như anh Lý ít nhất cũng phải xếp top 3. Ngô Bình không hứng thú lắm, anh hỏi thân công Nam Tinh, anh thân công, đợt trước tôi đi viện Chu Tước, phát hiện võ càn dương của viện Chu Tước bị trúng lời nguyền, anh có biết ai ra tay không? Thân công Nam Tinh im lặng vài giây rồi nói, thực ra trước đó Võ Càn Dương là đệ tử có tiền đồ sáng lạn nhất của thần thổ thông thiên, tiếc là ông ấy đã đắc tội với người khác, cuối cùng bị người ta hãm hại. Ngô Bình, ai? Thân công Nam Tinh, con trai của thông thiên lão tổ, Đông Phương Vô Kỵ. Ngô Bình có ấn tượng sâu sắc với cái tên Đông Phương Vô Kỵ, bởi vì hắn ta chính là người hại chết cả nhà kiếm lão. Anh không tỏ vẻ gì. Chỉ nói, sao giữa họ lại có ân oán? Thân công Nam Tinh cười khổ, nói ra cũng rất nực cười. Đông Phương Vô Kỵ nhòm ngó vợ của Võ Càn Dương, bởi vì vợ ông ấy là mỹ nhân có tiếng của thần thổ thông thiên. Thế nên nhân lúc Võ Càn Dương không ở nhà hắn ta chạy đến nhà Võ Càn Dương ngủ vợ của người ta. Lúc đó vợ của Võ Càn Dương đã mang thai không chịu nổi nhục nhã đó nên sau khi nói hết mọi chuyện cho Võ Càn Dương liền tự sát. Ngô Bình nhíu mày, tên Đông Phương Vô Kỵ đúng là hoành hành ngang ngược. Thân công Nam Tinh, hải, ai bảo người ta có một ông bố lợi hại chứ? Ngô Bình, thông thiên lão tổ không phải chỉ là đạo quân thôi sao? Thân công Nam Tinh, tuy ông ta chỉ là đạo quân nhưng ông ta có một pháp bảo vô cùng lợi hại, có thể giết được đạo tổ, thế nên mấy vị đại la của thần thổ thông thiên đều tôn trọng ông ta. Ngô Bình, sau đó thì sao? Đông Phương Vô Kỵ ngủ với vợ của Võ Càn Dương rồi còn muốn hại ông ấy sao? Thân công Nam Tinh, chắc hắn ta nghĩ ngộ nhớ Võ Càn Dương mạnh lên thì sẽ gây ra uy hiếp đối với hắn,
thế nên đã tìm người dùng thủ đoạn khiến Võ Cản Dương không thể đột phá. 2. Vốn là thiêu tài một thời tiền đồ sáng lạn, giờ lại phải làm viện chủ của viện Chu Tước. Ngô Bình, xem ra thần thổ thông thiên hỗn loạn thật. Thần công Nam Tinh, không chỉ Võ Cản Dương, ba gia tộc lớn chúng tôi cũng đều phải cam chịu trước Đông Phương Vô Kỵ. Chỉ mới năm ngoái thôi, hắn ta còn chiếm luôn một mỏ khoáng sản của nhà thần công chúng tôi. Nhà chúng tôi đã đầu tư một khoản khổng lồ để khai thác mỏ đó, cuối cùng lại để kẻ khác chiếm hời. Ngô Bình, tôi nghe nói thần thổ thông thiên mới chỉ khai thác một khu vực nhỏ, còn phần lớn khu vực chưa được khai thác. Thần công Nam Tinh gật đầu, đúng vậy, vì thế thần thổ thông thiên là một nơi rất có tiềm năng. Hai người đang tán gẫu thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gào thét làm chấn động cả trời xanh, đáng sợ khiến người ta kinh ngạc. Ngô Bình hỏi, ai đang gào vậy? Thần công Nam Tinh khẽ thở dài, anh cả của tôi. Ngô Bình, anh của anh làm sao vậy? Thần công Nam Tinh cười khổ, anh cả tôi có thiên phú tốt hơn tôi nhiều, nhưng 20 năm trước anh ấy ra ngoài chơi với chị dâu, sau khi trở về đột nhiên phát điên, gặp ai cũng giết. Cuối cùng bố tôi không thể không nhốt anh ấy lại, mấy năm nay chúng tôi tìm vô số tiên y chữa trị, nhưng đều không thể chữa khỏi. Ngô Bình, sao đi chơi một chuyến lại phát điên, còn chị dâu anh thì sao? Thần công Nam Tinh, một điều lạ là chị dâu tôi cũng đã mất tích. Nhà thần công vẫn luôn điều tra chuyện này, nhưng không tra được gì. Ngô Bình nghĩ một lát rồi nói, tôi cũng hiểu chút về y thuật, có thể xem qua cho anh ấy. Mắt thần công Nam sáng bừng, thật sao? Vậy cảm ơn anh quá. Anh Lý, mời đi theo tôi. Ngô Bình đi theo thần công Nam Tinh đến một khu nhà. Khi đến gần có thể nghe thấy tiếng động lạ phát ra bên trong. Họ đẩy cổng khu nhà ra, bên trong có một căn nhà bằng đồng, bên trên khắc vô số tiên văn, tạo thành trận pháp trấn áp. Thần công Nam Tinh, anh Lý, anh cả tôi ở bên trong. Vì anh ấy phát điên nên gặp ai cũng tấn công, hơn nữa sức lực lại rất lớn, anh phải cẩn thận. Ngô Bình, ừ, tôi hiểu rồi. Anh lấy một cái chìa khóa mở cánh cửa đồng ra, vào khoảnh khắc cửa mở, bên trong phát ra tiếng gào giận dữ. Ngô Bình nhìn kỹ thì thấy một người đàn ông bị khóa trên một chiếc trụ đồng bằng hàng trăm dây xích. Mỗi khi người đó cử động, phù chú trên dây xích và trên cột trụ sẽ tỏa ra ánh sáng, sau đó khóa chặt người đó lại. Vì không thể giãy giụa nên người đó rất bực bội, thường phát ra tiếng kêu gào. Ngô Bình đi đến trước cột trụ đồng quan sát người đàn ông. Mặt người này có ba phần giống thần công Nam Tinh, cao lớn đẹp trai, nhưng lúc này khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, đôi mắt tràn đầy thù hận và tức giận. Thần công Nam Tinh hỏi, anh Lý, có chữa được không? Ngô Bình, anh ta chịu kích thích quá lớn, nguyên thần cũng bị thương khiến tinh thần hỗn loạn. Tôi sẽ thử xem. Anh lấy thiên nguyên châm ra, tay trái chỉ một cái, thiên nguyên châm liền đâm vào các huyệt quan trọng quanh thân người đàn ông. Hắn ta liền bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Ngô Bình luyện hai lò đan dược ngay tại chỗ, anh cho hắn ta ăn đan dược. Sau khi ăn viên đan dược đầu tiên, tinh thần bị tổn thương của người đàn ông dần hồi phục. 3 tiếng sau, anh lại cho hắn ta ăn viên đan dược thứ hai. Lần này quanh thân hắn ta tỏa ra từng đợt sát khí, chúng tỏa vào không khí. Bước này, Ngô Bình đã giải tỏa hết những oán khí, sát khí tích lũy mấy năm nay của hắn ta. Cuối cùng anh chỉ vào ấn đường, niệm chú ngữ xa xưa và trầm thấp. Khi chú ngữ vang lên, hắn ta đột nhiên thở dài, nhắm mắt lại, sau đó bình tĩnh mở mắt ra. Hắn ta hỏi thần công Nam Tinh, Nam Tinh, anh đã ở đây bao lâu rồi? Thần công Nam Tinh vui mừng, anh cả, anh đã khỏi rồi sao? Người đàn ông nói, anh đã khỏi rồi, anh nhớ hết tất cả. Thần công Nam Tinh vội mở dây xích. Sau đó dìu hắn ta ra khỏi căn phòng bằng đồng. Sau khi ra khỏi phòng, người đàn ông đột nhiên quỳ trước Ngô Bình, thần công hằng đa tạ ơn cứu chữa của y tiên. Ngô Bình vội đỡ hắn ta dậy, anh thần công đừng khách sáo, tôi là bạn của em trai anh, giúp anh là điều nên làm. Thần công Nam Tinh hỏi, anh cả, anh có nhớ tại sao anh bị điên không? Chị dâu đâu rồi? Thần công hằng khóc lớn, nói chị dâu em bị người ta hại chết rồi. Nếu không phải anh tự biến mình thành kẻ điên thì e rằng cũng đã chết. Thần công Nam Tinh kinh ngạc, cái gì?
ai đã hại chết chị dâu? Thân Công Hằng thảm thiết nói, còn ai nữa, con trai của Đông Phương Vô Kỵ, Đông Phương Hách. Thân Công Nam Tinh tức giận, Đông Phương Hách sao, đồ khốn đó dám giết chị dâu sao? Thân Công Hằng thở dài, chị dâu em chết thảm lắm. Anh trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì. Thân Công Nam Tinh gào lên, em đi giết gã. Hắn định đi thì bị Thân Công Hằng kéo lại, trầm giọng nói, không được đi. Thân Công Nam Tinh khóc nói, anh à, chị dâu chăm sóc em từ bé, em không thể để chị ấy chết oan như vậy. Em có liều mạng cũng phải giết Đông Phương Hách. Thân Công Hằng lắc đầu, chuyện này phải tính kế lâu dài, giờ em xông đi cũng không làm được gì. Ngô Bình cũng nói, anh Thân Công, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thân Công Nam Tinh bình tĩnh lại, nói, anh Lý nói phải. Anh cả, chúng ta đi tìm bố đi. Đây là chuyện nhà Thân Công nên Ngô Bình không tiện tham dự, anh nói, anh Thân Công, vậy tôi không làm phiền nữa, hôm sau tôi lại đến chơi. Thân Công Nam Tinh, anh Lý, đừng đi vội, hãy ở lại đây đợi tôi chút, tôi sẽ về ngay. Ngô Bình nói, vậy cũng được. Hai anh em liền đi ngay, Ngô Bình quay về khu trước đó ngồi đợi. Khoảng nửa tiếng sau, ba người đàn ông đẩy cửa bước vào. Trừ Thân Công Nam Tinh và Thân Công Hằng còn có một người đàn ông trung niên với khí thế bất phàm, tu vi chân tiên đỉnh phong. Ông ấy cúi người thật sâu trước Ngô Bình, Thân Công bất quần đa tạ ơn cứu chữa của công tử. Ngô Bình vội cúi chào lại, tiền bối khách sáo quá. Thân Công Nam Tinh nói, anh Lý, đây là bố tôi. Ông ấy nghe anh Lý đã chữa khỏi cho anh cả, vô cùng cảm kích nên nhất quyết muốn gặp mặt cảm ơn. Thân Công bất quần nói, nghe Nam Tinh nói công tử là đệ tử của Điện Hỗn Thiên. Lệnh sư có phải là Hỗn Thiên đạo quân không? Ngô Bình nói, sư tôn của tôi không phải Hỗn Thiên, tôi xưng em gọi anh với ông ấy. Ba bố con nhìn nhau, xưng anh em với nhau sao? Thân Công Nam Tinh cười khổ, Hỗn Thiên đạo quân có bối phận tương đồng với Thông Thiên lão tổ, anh Lý à, sao anh lại xưng anh em với ông ấy vậy? Ngô Bình, Cơ đại ca nói có duyên với tôi, gọi anh em thì tốt hơn. Thân Công bất quần, công tử được Hỗn Thiên đạo quân coi trọng như vậy, sau này chắc chắn tiền đồ vô cùng rộng mở. Thân Công Nam Tinh nói, bố à, bố có nhớ người con kể là thiên tài nằm trong top 10 của bảo sách thiên kiêu không? Thân Công bất quần kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là vị công tử đó? Thân Công Nam Tinh gật đầu, chính là anh Lý. Thân Công bất quần cười nói, thảo nào, cậu Lý, tôi đã cho người bày chút rượu nhạt, mong cậu hãy nể mặt mà uống vài ly với bố con chúng tôi. Đối phương nhiệt tình như thế khiến Ngô Bình không tiện từ chối. Anh đi cùng họ đến một sảnh lớn, trong đó có mười mấy cô gái đang ca múa, tấu nhạc, bốn người ngồi tán gẫu thưởng rượu. Sau vài ly rượu, Thân Công bất quần nói, tiếc là công tử ra đời quá muộn. Nếu như quật khởi sớm hơn một chút thì chắc chắn có thể đi vào nơi đó, có được cơ duyên tối cao. Ngô Bình giật mình, ý tiền bối là. Thân Công bất quần, thần thổ thông thiên có rất nhiều khu vực đang chờ được khám phá. 100 năm trước thông thiên lão tổ phát hiện ra, điện thiên trạch, mạch thông thiên dùng đầm lầy hang động để bồi dưỡng nhân tài, ai nấy đều bất phàm. Thân Công Nam Tinh, đúng vậy, trong điện thiên trạch có 10 ải kiểm tra. Cứ thông qua một ải là sẽ có phần thưởng. Nghe nói trong mạch thông thiên đã có thiên tài đột phá được 9 ải. Thân Công bất quần gật đầu, đúng vậy, người đột phá được 9 ải kia đang bế quan, một khi người đó ra ngoài thì chắn chắn có thể lãnh đạo những thiên tài của thần thổ thông thiên. Thân Công Nam Tinh hừ lạnh, trước đó có lẽ có thể, nhưng giờ có anh Lý ở đây thì kẻ đó chẳng đáng là gì. Nói đến đây hắn nhớ ra, bố à. Con nghe nói Đông Phương Vô Kỵ đang giao bán xuất vào điện thiên trạch với bên ngoài. Thân Công bất quần, đúng là có tin đó, sao hả con muốn đi à? Thân Công Nam Tinh, nếu là con thì Đông Phương Vô Kỵ chắc chắn không chịu bán. Nhưng nếu là anh Lý thì chắc chắn không thành vấn đề. Ngô Bình giật mình, một suất giá bao nhiêu? Thân Công Nam Tinh, giá mà Đông Phương Vô Kỵ đưa ra lúc cao lúc thấp, cao nhất là 10 tỷ đồng thần long. Có lúc chỉ cần đưa khoảng 300 triệu là được. Ngô Bình, như thế không sợ người khác kiếm hời sao? Thân Công Nam Tinh, không phải ai cũng có thể thông qua điện thiên trạch, hơn nữa phần thưởng của năm ải đầu cũng gần như hết rồi.
Điều đó nghĩa là phải đến ải thứ 6 mới có thưởng, nhưng trên đời này có mấy người làm được chứ? Ngô Bình cười nói, vậy cũng đúng, tôi muốn thử một lần. Thân công nam tinh nói, được, ngày mai tôi sẽ dẫn anh Lý qua đó. Đến lúc đó anh nói anh là anh họ tôi, hơn nữa bảo là tôi bỏ tiền ra cho anh. Ngô Bình gật đầu, được. Thân công Hằng vẫn luôn im lặng, lúc này mới nói, anh Lý, tôi mong anh có thể qua được ải thứ 10, lấy được giải thưởng cao nhất của Điện Thiên Trạch. Nếu thế cũng có thể giúp tôi giải tỏa uất ức trong lòng. Ngô Bình chợt thấy hứng thú, ồ, không biết giải thưởng cao nhất của Điện Thiên Trạch là gì. Thân công Hằng, tôi không rõ, dù sao cũng là thứ tốt. Thân công Bất Quần suy nghĩ một lúc, nói, nam tinh, thay bằng con tự dẫn đi thì bố nghĩ nên bỏ tiền tìm người bên cạnh Đông Phương Vô Kỵ. Thân công nam tinh gật đầu, đúng là bố suy nghĩ chu toàn hơn, con đi thì sẽ dễ bị Đông Phương Vô Kỵ hoài nghi. Nếu như là mấy tên tay sai của hắn ta ra mặt thì sẽ không có vấn đề như vậy. Lúc mấy người nói chuyện thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trên mặt đất. Bóng đen đó dần phóng to, sau đó một người đàn ông hiện ra, không thể nhìn ra tuổi tác của người đó. Người này xuất hiện khiến tất cả mọi người nhà thân công đều đứng bật dậy, cung kính nói, lão tổ. Hóa ra người này chính là lão tổ của nhà thân công, là Đại La Đạo Quân đã sáng lập cơ nghiệp của nhà thân công. Người đàn ông ừ một tiếng, Hằng Nhi đã khỏi rồi Esso. Thân công Bất Quần nói, thưa lão tổ, Hằng Nhi đã khỏi rồi, may nhờ có Lý công tử đã ra tay chữa trị. Người đàn ông nhìn Ngô Bình, nói, đa tạ anh bạn. Ngô Bình, người khách sáo quá. Thân công nam tinh, lão tổ, Lý công tử xưng em gọi anh với Hỗn Thiên Đạo Quân, anh ấy là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên. Người đàn ông ngẩn ra, anh bạn xưng anh em với Hỗn Thiên sư thúc sao? Ngô Bình hơi ngại ngùng, cơ đại ca rất cố chấp với việc này nên tôi cũng hết cách. Người đàn ông cười khổ, nếu như thế thì ta cũng phải gọi cậu là sư thúc. Ngô Bình càng ngại hơn, chúng ta cứ tách biệt ra đi. Người đàn ông lại lắc đầu, sư thúc năm đó giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể làm lơ phép tắc. Sư thúc, hãy nhận của sư chất một lạy. Ngô Bình rất cạn lời, thân công lão tổ làm thế này thì sau này anh xưng anh em với thân công nam tinh kiểu gì? Thân công nam tinh cũng trợn to mắt, không biết nên xưng hô với Ngô Bình như thế nào. Nhưng vai vế chính là vai vế. Ngô Bình chỉ có thể chấp nhận, anh nói, không cần đa lễ. Người đàn ông ngồi xuống bàn, thân công Bất Quần vội nhường vị trí quan trọng nhất, mời lão tổ vào chỗ. Người đó cười nói, sư thúc, sư chất tên thân công Sách. Sư chất cũng đã lâu không đi thăm cơ sư thúc, người vẫn khỏe chứ. Ngô Bình, cơ đại ca rất khỏe, ông ấy mới có được một công pháp rất mạnh từ trong Điện Hỗn Thiên, sau này có lẽ có thể trở thành đạo tổ. Thân công Sách vui mừng, thật sao? Vậy thì tốt quá, nếu cơ sư thúc có thể đột phá thì thông thiên sư bá sẽ không thể hoành hành ngang ngược như bây giờ. Ngô Bình có thể cảm giác được dường như ai cũng bất mãn đối với mạch thông thiên, nhưng anh không nói gì. Anh nói, gia chủ thân công có thể sách lập ra cơ nghiệp vạn thế như vậy, tôi thực sự rất khâm phục. Thân công Sách phất tay, sư thúc quá khen, tôi chỉ là may mắn mà thôi. Ngày xưa thực ra tôi chỉ là một đệ tử bình thường, nhưng tình cờ phát hiện được một hang núi trong quá trình khám phá thần thổ thông thiên, nó tên là Động Kim Long. Động đó có truyền thừa của Kim Long đạo tổ, từ đó tôi mới có được căn cơ. Ngô Bình, xem ra gia chủ thân công đã hoàn toàn lĩnh ngộ được truyền thừa của Kim Long đạo tổ. Thân công Sách cười khổ, cũng đã lĩnh ngộ được, nhưng tôi có thể nhìn thấy tương lai của mình, nhận ra Đại La cấp 2 đã là cực hạn của tổ rồi. Tiến xa hơn là không thể nào. Thân công Hằng, lão tổ đừng bỏ cuộc, người nhất định có thể trở thành đạo tổ. Thân công Sách cười khổ, không nhắc cái này nữa. Hằng Nhi, lão tổ biết hết những uất ức con phải chịu. Con hãy cố đợi, giờ mạch thông thiên khiến cả thần thổ thông thiên tức giận, sẽ không có kết quả tốt đâu. Thân công nam tinh, lão tổ, mạch thông thiên ỷ vào thế lực của thông thiên lão tổ mà lúc nào cũng cướp tài nguyên của chúng ta. Còn giết rất nhiều người, họ càng ngày càng quá đáng. Thân công Sách im lặng một lúc, nói cứ để chúng ngông cuồng cho đã đi. Ngô Bình có thể nhận ra sự bất lực của thân công Sách đối với mạch thông thiên.
Anh nói, bất cứ ai cũng có thể khám phá thần thổ thông thiên sao? Thần công nam tinh, đúng, chỉ cần là người của thần thổ thông thiên thì có thể khám phá ở bất cứ nơi nào mà người khác chưa khám phá. Quy tắc của thần thổ thông thiên là ai phát hiện thì là của người đó. Ngô Bình uống rượu và trò chuyện với các thành viên trong nhà thân công, điều này giúp anh hiểu sâu hơn về thần thổ thông thiên. Nó giống như một quốc gia phân tán, người có quyền lực lớn nhất là thông thiên lão tổ, nhưng những nhà còn lại cũng không yếu. Cuộc trò chuyện này kéo dài đến ngày hôm sau, trong lúc đó thân công nam tinh đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, hắn cười với Ngô Bình và nói, tôi đã trả một số tiền, người cạnh Đông Phương Vô Kỵ đã hứa sẽ đưa anh đến Điện Thiên Trạch. Nhưng tôi không chắc hắn sẽ yêu cầu bao nhiêu tiền. Ngô Bình nói, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chúng ta lập tức đi nơi đó. Thân công Nam Tinh và Ngô Bình rời khỏi lãnh thổ của nhà thân công và đến phạm vi ảnh hưởng của thông thiên lão tổ, họ đáp xuống một thung lũng rộng lớn, nơi này có diện tích rộng, được gọi là cốc thông thiên, nơi hầu hết các tu sĩ của mạch thông thiên sinh sống. Họ đáp xuống nóc một tòa nhà rất dễ thấy. Ở đó có một người đàn ông đẹp trai đang đợi họ, người đàn ông này tâm thần không tốt, ăn nói nhỏ nhẹ như phụ nữ. Hắn nhìn thấy Ngô Bình và thân công Nam Tinh, cười hỏi chính là anh đây sao? Thân công Nam Tinh, Thanh Bích Quân, anh họ của tôi trông cậy vào anh nhé. Người đàn ông được gọi là Thanh Bích Quân cười nhẹ, yên tâm đi, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Hắn còn đưa tay ra nắm tay Ngô Bình và nói, anh bạn, đi với tôi nào. Ngô Bình chỉ có thể để hắn kéo anh đến một tòa nhà, nơi có khá nhiều người đang xếp hàng chờ đợi. Hắn kéo Ngô Bình đi thẳng qua những người đang xếp hàng, đến một quầy cao và nói, anh họ của tôi, ông Chu, hãy nhanh chóng sắp xếp để anh ấy đến Điện Thiên Trạch. Ông Chu hơi khó xử, Thanh Bích Quân, chuyện này cũng không dễ xử lý, bình thường đều phải có phí. Thanh Bích Quân cười và nói, ông Chu, nếu công tử có hỏi, ông cứ nói rằng tôi đã mang người đến đây. Ông Chu hình như cũng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nói, được, tôi sẽ đi đánh tiếng, cậu cứ việc dẫn người đi. Ngô Bình theo Thanh Bích Quân đến lối vào của một cung điện lớn, đó chắc hẳn là Điện Thiên Trạch. Cửa điện đóng chặt, có một tu sĩ khí tức cường hãn canh cửa, chính là Bán Bộ Đại La, gã đang ngồi ở trên ghế, tay một cái ấm nhỏ. Nhìn thấy Thanh Bích Quân, gã cười nói, Thanh Bích Quân, lần này lại là người thân gì? Thanh Bích Quân cười và nói, em họ của tôi. Nói xong, hắn lén lút nói với Ngô Bình, anh bạn à, bình thường vào điện không chỉ phải xếp hàng, mà phí cũng không thấp, còn tôi sẽ thu của cậu 5 tỷ đồng thần long, cậu thấy thế nào? Ngô Bình mỉm cười và nói, Thanh Bích Quân, cảm ơn anh rất nhiều. Anh vươn tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Thanh Bích Quân. Nói, trong đó có 10 tỷ, chúng ta kết bạn đi. Thanh Bích Quân rất vui, nói, anh bạn đúng là người hào phóng, được, nếu sau này cậu cần bất cứ điều gì, hãy đến với Thanh Bích Quân này. Ngô Bình cho thêm 5 tỷ không phải vì lãng phí tiền bạc, mà là vì nhận ra Thanh Bích Quân có tiếng nói rất lớn. Ở thần thổ thông thiên này cũng có lúc anh phải tiếp xúc với người của mạch thông thiên, làm quen với người này cũng không có tổn hại gì. Người kia mở cửa điện ra, nói, sau khi tiến vào điện thì sẽ có âm thanh nhắc nhở cậu nên làm cái gì, không kiên trì được thì từ bỏ, nếu không rất dễ làm tổn thương thân thể. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Khi anh tiến vào Điện Thiên Trạch, một giọng nói vang lên bên tai anh, chào mừng đến với Điện Thiên Trạch, tiếp nhận kiểm tra Thiên Trạch, mời chuẩn bị, ải thứ nhất sắp bắt đầu. Nghe thấy giọng nói, Ngô Bình không có chút cảm xúc nào. Anh hỏi, có thể trả lời câu hỏi không? Quả nhiên, đối phương không để ý tới anh, tiếp tục nói, ải thứ nhất, ải trọng lực, xin mời vào ải. Trước mặt anh bỗng hiện ra một cánh cửa màu vàng, sau cửa là ngọn đèn vàng vọt, anh bước vào. Vừa tiến vào trong đó, anh liền cảm giác được trọng lực vượt xa bên ngoài, ít nhất gấp 3 lần bên ngoài. Giọng nói tiếp tục, trọng lực sẽ tiếp tục tăng lên, nếu không thể kiên trì. Xin vui lòng cho tôi biết. Ngô Bình bắt đầu đi về phía trước và tìm thấy một ổ khóa bằng đá trên mặt đất, có một số 10 trên khóa bằng đá. Anh ngẩn ra một chút, sau đó đưa tay nhấc ổ khóa lên. Anh vừa nhấc lên, chữ số 10 đột nhiên chạy vào trong cơ thể anh,
một luồng sức mạnh làm cho anh thấy rất thoải mái. Giọng nói vang lên, chúc mừng cậu đạt được 10 điểm, đạt được hơn 300 điểm là có thể vượt ải. Anh tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước liền nhìn thấy trên mặt đất có một quả cầu vàng đường kính một thước. Khi nhìn thấy quả cầu vàng, anh nhận thấy rõ rằng trọng lực đã tăng lên ít nhất gấp 10 lần so với bên ngoài. Trên quả cầu vàng có số 30. Anh thậm chí không cần cúi xuống, chỉ nhẹ nhàng dùng chân hất lên, quả cầu vàng liền bay lên. Anh giơ ngón tay lên, thậm chí còn khiến nó quay tròn. Giọng nói vang lên, chúc mừng cậu đã đạt được 30 điểm. Cứ thế, Ngô Bình cứ đi vài bước lại gặp phải một vật nặng, anh cần nâng vật nặng lên một độ cao nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó anh có thể nhận được một số điểm nhất định. Vì vậy, không mất nhiều thời gian, điểm của anh đã vượt quá 300. Chúc mừng cậu đã hoàn thành ải đầu tiên. Cậu có muốn thực hiện bài kiểm tra cực hạn không? Ngô Bình không khỏi hỏi, kiểm tra cực hạn gì? Có ích lợi gì? Giọng nói này thực sự đã trả lời câu hỏi của anh, tham gia vào bài kiểm tra cực hạn có thể nhận được phần thưởng cực lớn. Lúc đó Ngô Bình mới nhớ ra rằng phần thưởng cho năm ải đầu tiên đều do người của Mạch Thông Thiên nhận được, nhưng chắc chưa ai có thể nhận được phần thưởng cực hạn này. Phần thưởng cho bài kiểm tra cực hạn là gì? Anh hỏi. Đối phương nói, sau khi vượt qua kiểm tra thì sẽ biết. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, dù sao cũng đến rồi thì kiểm tra luôn, anh nói, được, tôi chấp nhận bài kiểm tra cực hạn. Anh liền đi tiếp, đồng thời trọng lực lớn hơn gấp hàng nghìn lần, ngay cả anh cũng thấy áp lực. Phía trước không xa có một cái đài, dưới đài có một quả cầu bằng đá, anh phải ôm quả cầu đá lên đài. Anh cúi người ôm quả cầu đá lên, thấy hơi nặng nhưng vẫn bỏ lên. Anh đi thêm vài bước thì phát hiện cái đài thứ hai, nhưng lúc này trọng lực đã gấp hàng chục nghìn lần, anh cảm thấy hai chân như đeo chì, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm quả cầu đá lên đài. Cứ thế anh không ngừng để quả cầu đá lên đài, một quả, hai quả, sau khi để quả cầu thứ 37 lên đài, anh đã hơi kiệt sức, vì lúc này trọng mức đã gấp hàng trăm nghìn lần. Trọng lực gấp hàng trăm nghìn lần tương đương với trọng lực gấp hàng trăm triệu lần trên đại lục Côn Luân. Tu sĩ bình thường không thể nào chịu nổi. Thử tưởng tượng một quả táo đột nhiên nặng hàng trăm triệu cân, đó là việc đáng sợ đến mức nào. Ngô Bình đập eo của mình, chậm chậm đi tiếp. Anh thấy hơi mệt, liền hỏi, tôi bảo này, cực hạn này ở đâu? Giọng nói vang lên, cực hạn của mỗi người là khác nhau, cực hạn của cậu cao trước nay chưa từng có. Cực hạn càng cao thì phần thưởng sẽ càng quý giá. Ngô Bình giật mình, có nghĩa là trọng lực tôi chịu càng lớn thì phần thưởng càng phong phú sao? Đúng vậy. Ngô Bình cắn răng, mở sức mạnh động thiên, dùng sức mạnh chân nhân, cơ thể cao lên hàng nghìn mét, tiếp tục đi nhanh hơn nữa. Những quả cầu sau đó anh đều có thể nhẹ nhàng để lên đài. Trọng lực càng lúc càng cao, 300.000 lần, 400.000 lần, 1 triệu lần. Sau khi đạt đến 1 triệu, ngay cả thể chất chân nhân cũng không chịu nổi nữa. Ngô Bình liền điều động trận pháp sức mạnh động thiên, sử dụng tất cả sức mạnh để xông lên. 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu 5 lần. Lúc này anh bước đi rất khó khăn chứ đừng nói là bê đá, anh thấy cơ thể mình không ngừng run rẩy, liền sử dụng sức mạnh xích minh để chống lại trọng lực đáng sợ mới miễn cưỡng kiên trì được. Hóa thân yêu đạo, đi ra cho ta. Trong khoảng thời gian này, Hóa thân yêu đạo vẫn luôn tu luyện ở trong động thiên, tốc độ tu luyện cực nhanh, hiện tại đã tu luyện thiên yêu kinh đến tầng 5. Hóa thân yêu đạo hòa làm một thể với cơ thể của anh, trở thành hóa thân giúp anh chia sẻ một phần trọng lực, anh liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Trọng lực dần dần đạt tới gấp 3 triệu lần, anh chịu không nổi nữa, trực tiếp ngồi trên mặt đất thở hổn hển, thân thể đã đến cực hạn, nếu trọng lực tăng thêm một chút, thân thể của anh sẽ sụp đổ. Thiên cực kiếm vực, mở ra cho ta. Anh mở kiếm vực ra, mạnh mẽ chống lại trọng lực. Theo cách này, trọng lực bị triệt tiêu ở mức độ lớn, cơ thể của anh lại trở nên thư thái. 3 triệu rưỡi lần, 4 triệu lần, 5 triệu lần. Sau khi đạt 5 triệu lần, Ngô Bình cuối cùng không thể cầm cự được nữa, xương cốt bắt đầu kêu rắc rắc, nhãn cầu đỏ rực dường như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Mạch máu bắt đầu co lại, cơ bắp bắt đầu rách ra.
Sau tiếng thở dài, anh nói, dừng lại ở đây. Chúc mừng cậu, cực bản của cậu đạt đến tiêu chuẩn cao nhất 10 sao, mời nhận thưởng. Một luồng sáng trắng rơi xuống, một quả cầu vàng xuất hiện trước mặt Ngô Bình, nặng đến mức Ngô Bình khó có thể nhấc lên được, anh hỏi, đây là cái gì? Đây là ngọc trọng lực, có thể dùng để kiến tạo đại trận trọng lực hoặc xây dựng động thiên. Ngô Bình vui mừng khôn xiết, hiện tại thứ anh thiếu nhất chính là loại ngọc trọng lực này. Động thiên của anh mặc dù tốt, nhưng quả thật có lỗ hổng trong trọng lực, bởi vì dù sao đây cũng là động thiên chứ không phải thế giới thực bên ngoài, nên trọng lực của anh có thiếu sót. Bây giờ với ngọc trọng lực này, động thiên của anh sẽ hoàn hảo hơn nhiều. Anh trực tiếp đặt ngọc trọng lực vào trong động thiên và nói, chúng ta có thể tiến tới ải thứ hai chưa? Giọng nói vang lên, mở hướng dẫn nâng cao. Ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng dễ nghe vang lên, chào công tử, tôi là người hướng dẫn, Tiểu Lỵ. Ngô Bội, Tiểu Lỵ, hóa ra trước đó cô không để ý đến tôi là vì chưa tiến vào hình thức cấp cao. Tiểu Lỵ, đúng vậy công tử, bây giờ Tiểu Lỵ có thể cung cấp cho cậu các dịch vụ toàn diện. Ngô Bình, ừ, tiếp theo tôi có thể đi đến ải hai chưa? Tiểu Lỵ, công tử lúc nào cũng có thể tiến vào ải thứ hai, hiện tại cậu có thể nghỉ ngơi một chút, Tiểu Lỵ sẽ tán gẫu với cậu. Ngô Bình quả thực có chút mệt mỏi, anh lấy ra một ít đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi, Tiểu Lỵ, có thể nói cho tôi biết về Điện Thiên Trạch không? Tiểu Lỵ, Điện Thiên Trạch là nơi truyền thừa Nà Vĩnh Hằng Đạo Tôn để lại, sau khi vượt qua 10 ải liền có thể đạt được truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn. Tim Ngô Bình đập thình thịch, Vĩnh Hằng Đạo Tôn. Tiểu Lỵ, vâng thưa công tử, Vĩnh Hằng Đạo Tôn thuộc thần tộc, nhưng người tu luyện công pháp tiên đạo của nhân tộc, cảnh giới của người đã vượt qua cảnh giới đạo tổ, bước vào cảnh giới đạo tôn. Ngô Bình cảm thấy khó tin, nếu Vĩnh Hằng Đạo Tôn là thần tộc, vậy tại sao ông ấy phải tu luyện công pháp tiên đạo? Tiểu Lỵ, tu luyện của Vĩnh Hằng Đạo Tôn ở thần tộc đã đi đến tận cùng, người phát hiện ra rằng con đường bất tử là vô tận, vì vậy người đã chuyển sang tu tiên. Cuối cùng, người cuối cùng đã trở thành đạo tôn, cuối cùng đã đột phá đạo tôn và đạt đến một cấp độ tối thượng. Ngô Bình, tại sao Vĩnh Hằng Đạo Tôn lại để lại Điện Thiên Trạch này? Vĩnh Hằng Đạo Tôn đang tìm người kế vị, bởi vì người tin tưởng thần tộc và nhân tộc có thể bổ trợ lẫn nhau, có thể học hỏi lẫn nhau. Ngô Bình, tại sao Điện Thiên Trạch lại xuất hiện ở Thần Thổ Thông Thiên? Cô có biết Thần Thổ Thông Thiên không? Tiểu Lỵ, Thần Thổ Thông Thiên là một khu vực được mở ra bởi các đệ tử của Đạo Tôn. Ngô Bình, hóa ra là thế. Nghỉ ngơi một lát, anh chuẩn bị đi tới tầng thứ hai, Tiểu Lỵ nói, công tử, tôi có một cái bùa truyền tống ở đây, cậu là thiên tài 10 sao, có thể dùng tấm bùa này tiến vào bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào trong Điện Thiên Trạch. Ngô Bình mừng rỡ, thật sao? Anh vốn lo lắng rằng nếu mình biểu hiện quá tốt ở Điện Thiên Trạch sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết, nhưng bây giờ anh đã có tấm bùa này, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Anh cười nói, vậy tôi về đã, một khoảng thời gian sau tôi sẽ đến. Nói xong, anh thu hồi bùa truyền tống, đi thẳng ra khỏi đại điện. Thanh Bích Quân còn ở bên ngoài chờ anh. Thấy anh lâu như vậy mới đi ra liền cười hỏi, cậu đã qua bao nhiêu ải? Ngô Bình, vượt qua ải thứ nhất. Thanh Bích Quân mỉm cười và nói, ải trọng lực đầu tiên không dễ dàng, cậu đã làm rất tốt, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn. Ngô Bình chắp tay, Thanh Bích Quân, hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi xin cáo từ. Thanh Bích Quân cười nói, đây là thẻ tin tức của tôi, cậu có thể liên hệ với tôi nếu cậu có việc gì cần làm. Ở Thần Thổ Thông Thiên có một pháp khí dùng để liên lạc trong phạm vi thần thổ được sử dụng rộng rãi, tên là thẻ tin tức. Anh cầm lấy thẻ tin tức và nói, được. Sau khi rời khỏi Điện Thiên Trạch, anh quay về nhà Thân Công. Thân Công Nam Tinh và những người khác đang chờ đợi tin tức từ anh, họ thấy anh liền hỏi, mọi chuyện thế nào? Ngô Bình, tôi chỉ kiểm tra ải đầu tiên và không tham gia những ải sau, khi có thời gian sẽ tham gia lại. Thân Công Nam Tinh thực sự có chút thất vọng, hắn thực sự hy vọng rằng Ngô Bình có thể đi một đường đến ải thứ 10. Ngô Bình cũng không giải thích nhiều, nói cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng tôi còn có việc phàm tục vướng bận, không thể ở lâu, hôm nay xin cáo từ. Sau khi nói thêm vài câu,
Ngô Bình rời khỏi thần thổ thông thiên và trở về Ngô Vương Phủ. Mọi việc trong Ngô Vương Phủ vẫn diễn ra như thường lệ, Ngô Bình ở lại thêm 2 ngày, dạy em rể và Lam Hân Nguyệt luyện tập, sau đó quay lại Đại Lục Côn Luân vào ngày thứ 3. Tại nhà họ Lý ở Hưng Long. Đã lâu không gặp Đỉnh Nhi và Khả Nhi, hai đứa rất gần gũi với anh vừa quay về đã quấn lấy không cho anh rời xa. Ở nhà, trừ chơi với vợ và con thì anh cũng tiếp tục hoàn thiện động thiên mà anh mở ra. Thoáng cái anh đã ở nhà nửa tháng, do chịu chi nên động thiên dần hoàn thiện, động thiên anh mở cuối cùng cũng đạt đến trình độ tiểu thành. Đây đã là một thành tựu lớn, phải biết có rất nhiều tu sĩ, trong đó hơn 99% tu sĩ có động thiên cả đời không thể đạt đến tiểu thành. Các cấp độ của động thiên là 4 giai đoạn tiểu thành, đại thành, viên mãn, hoàn hảo. Tất nhiên là động thiên đại thành sau đó còn khó hơn, chỉ có tu sĩ thiên tài mới có cơ hội đạt tới. Động thiên viên mãn còn ít hơn động thiên đại thành, trong 100 động thiên đại thành thì thường chỉ có mấy động thiên viên mãn đại thành. Mà trong 100 động thiên viên mãn chỉ có một động thiên hoàn hảo duy nhất. Ngô Bình không chỉ làm viên mãn động thiên của mình mà còn giúp Hỏa Hoàng Nhi, Lý Nguyên Tượng nâng cao tu vi. Trước đó anh không có tiền, chỉ có thể để hai người tu luyện từ từ. Giờ không cần lo nữa, muốn mua gì thì mua, thế nên tu vi hai người tăng vọt, ngày đi ngàn dặm. Động thiên tiểu thành, anh liền bắt đầu xây tất cả các kiếm trận thừa, tổng cộng 12 kiếm trận. Lúc 12 kiếm trận được tạo thành hết, chúng có thể tạo thành một trận pháp tuyệt thế, gọi là thiên cực kiếm trận. Có thiên cực kiếm trận, anh sẽ có kiếm đạo thần thông, kiếm kỹ dễ nhất, uy lực cũng mạnh nhất. Sau nửa tháng ở nhà, anh lên đường đến Côn Luân Kiếm Cung ở Linh Xuyên. Với tư cách là cung chủ, tất nhiên anh sẽ phải thỉnh thoảng đến xem. Khi đến kiếm cung, anh nhìn thấy một khu luyện kiếm khổng lồ, nơi đó có hàng vạn đệ tử đang luyện kiếm pháp, bầu trời tối đen khiến anh kinh ngạc. Đại sư tỷ Linh Vi biết anh đã trở lại, cô ấy đi ra ngoài cung nghênh đón, cười nói, sư đệ, cậu đã lâu không tới, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình sao? Ngô Bình cười nói, sư tỷ, sao đột nhiên có nhiều đệ tử như vậy? Linh Vi cười nói, đây là nhờ sư đệ biên soạn tài liệu dạy học rất tốt, thế nên các đệ tử đều có thể tu luyện các loại công pháp. Tài liệu do Ngô Bình biên soạn bao gồm chương nhập môn, chương cơ bản, chương kiếm sĩ, chương kiếm sư, chương kiếm tông và chương kiếm hoàng. Sau khi hoàn thành huấn luyện chương cơ bản là có thể trở thành đệ tử được ghi danh vào Côn Luân Kiếm Cung, sau đó tu luyện tại nhà. Nếu có thể trở thành một kiếm sĩ cấp cao thì có thể tiếp tục luyện tập chương kiếm sư. Những đệ tử có thể luyện tập chương kiếm sư sẽ trở thành đệ tử chính thức của Côn Luân Kiếm Cung, sau đó ở lại kiếm cung tu luyện. Hơn 10.000 đệ tử trước mặt anh đều đã đạt tới tiêu chuẩn kiếm sư, trong đó không ít là kiếm sư siêu cấp, kiếm sư cao cấp. Ngô Bình cười nói, thật tuyệt, chẳng bao lâu nữa Côn Luân Kiếm Cung này sẽ trở nên hưng thịnh. Linh Vi, sư đệ, hơn 10.000 đệ tử khiến chi phí rất cao, tiền cậu để lại cũng sắp hết rồi. Ngô Bình, tiền không thành vấn đề, em đưa cho chị 100 tỷ nữa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, em sẽ ở kiếm cung dạy kiếm pháp cho bọn họ. Anh suy nghĩ một lúc và nói, ở nước Kim Ưng có Thục Sơn kiếm phái, có rất nhiều đệ tử có thiên phú tốt trong đó. Em sẽ chuyển tất cả họ đến đây và sáp nhập Thục Sơn kiếm phái vào Côn Luân kiếm cung. Nghĩ vậy, anh liên lạc với mọi người và yêu cầu họ chuyển đến đây càng sớm càng tốt. Có rất nhiều đệ tử trong Thục Sơn kiếm phái, cần phải cung cấp cho họ một lượng lớn linh dược cơ bản, vì vậy Ngô Bình bắt đầu điều chế đan dược. Luyện chế đan dược cơ bản rất dễ dàng, anh thậm chí không cần lò luyện đan mà có thể trực tiếp dùng roi bách thảo luyện chế. Khi chuẩn bị đủ dược liệu, anh vung roi bách thảo, dược lực của dược liệu lần lượt hấp thu vào trong đó, tích trữ ở các không gian khác nhau. Sau đó, anh vung roi bách thảo. Một số dược lực dung hợp lại với nhau ngưng tụ thành những viên đan dược, số lượng lên tới hàng ngàn viên. Viên đan dược này chính là Long Hổ luyện hình đan. Ngô Bình mấy ngày nay đều luyện chế đan dược, mặc dù là đan dược cơ bản nhưng anh luyện chế đan dược chất lượng cao hơn nhiều so với đi mua. Vào hôm nay, một đám mây máu đột nhiên xuất hiện ở Linh Xuyên. Nhìn thấy đám mây máu kỳ lạ này, tất cả mọi người đều sợ hãi và trốn vào nhà.
Các tu sĩ cũng cảm nhận được đám mây máu kia rất kinh khủng, họ cảnh giác nhìn về phía nó, không biết là cái gì. Đột nhiên, đám mây máu phân tán rồi hóa thành hàng trăm triệu bóng máu, lao về phía đại lục Linh Xuyên. Ngô Bình đã phát hiện ra rằng, với tư cách là cung chủ của Côn Luân Kiếm Cung, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ người dân Linh Xuyên. Ngay lập tức, anh gầm một tiếng dài, sau đó kích hoạt Thiên Cực kiếm trận. Một ánh kiếm rực rỡ bay vút lên bầu trời, hóa thành hàng trăm triệu tia kiếm, chém về phía bóng máu ngập trời. Thực lực của những bóng máu này cũng không yếu, mỗi một bóng máu đều tương đương với sức mạnh của địa tiên thần hóa. Tuy nhiên, chúng không chịu nổi một đòn của những tia kiếm kia, lần lượt bị chém chết. Ngay sau đó, hàng trăm triệu bóng máu lần lượt bị chém giết, chúng kêu gào đau đớn. Mây máu cuộn trào, bên trong truyền đến một giọng nói tức giận, tên nhóc phương nào dám hủy hóa thân huyết ảnh của ta. Mau đi ra ngoài chịu chết. Mọi người nhìn thấy trong đám mây máu lộ ra một khuôn mặt to lớn, một đôi mắt đỏ như máu, hàm răng trắng bệch, trên mặt không có thịt, chỉ có một bộ xương, rất đáng sợ. Là Minh Huyết Lão Tổ, những người biết lão đều kinh hãi kêu lên, dường như cực kỳ sợ hãi người này. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, ông từ nơi nào tới, Linh Xuyên là nơi nào mà ông dám hoành hành. Ngô Bình bay lên trời và biến thành một người khổng lồ nghìn mét, hàng chục ánh sáng thần thánh xuất hiện sau lưng anh, khí thế của anh không yếu hơn so với Minh Huyết Lão Tổ. Là Lý Cung Chủ, ánh mắt tu sĩ và dân chúng sáng lên, hy vọng Ngô Bình có thể đánh bại Minh Huyết Lão Tổ. Minh Huyết Lão Tổ hừ lạnh, tên nhóc kia, ai cho cậu lá gan đối đầu với ta? Mau quỳ xuống xin tha, Lão Tổ có thể tha không giết cậu. Ngô Bình, chỉ giỏi khoác lác, chém cho ta. Một tia sấm sét nổ vang, anh sử dụng sức mạnh nghịch thiên tầng thứ 9, chân thân đầy ánh kiếm, anh lao thẳng về phía Minh Huyết Lão Tổ. Thực lực hiện tại của anh đã có thể đấu ngang tay với đạo quân sơ kỳ, nhưng Minh Huyết Lão Tổ hiển nhiên còn chưa đạt tới cảnh giới đạo quân. Với một cú đấm, ánh kiếm đan xen với sấm sét, Minh Huyết Lão Tổ bị một cú đấm đánh bay ra khỏi đám mây máu, lộ ra hình dáng thật. Hóa ra lão là một bộ xương nhuốm máu, một con quái vật đã tu luyện thành tinh. Ta còn tưởng rằng ông là vật gì, hóa là một bộ xương khô, cút đi. Ngô Bình chộp lấy Minh Huyết Lão Tổ, sức mạnh nghịch thiên của anh khiến lão không thể động đậy, sau đó anh tung một cú đấm vào người lão. Sau ba cú đấm, Minh Huyết Lão Tổ đã bị đánh thành từng mảnh và chỉ còn một cái đầu được anh giữ trong tay. Cái đầu lâu hét lên, Thượng Tiên, xin tha cho tôi. Ngô Bình cười lạnh, với tu vi này của ông giết đi thì tiếc, dùng luyện đan thì tốt hơn. Nói xong, anh trực tiếp lấy ra lò luyện minh thần, đẩy đầu lâu vào. Lập tức lò luyện minh thần rung động kịch liệt, sau đó phun ra một lượng lớn thần đan và nguyên đan. Thần đan dùng để nuôi thần hồn, nguyên đan bồi bổ thân thể, đều là thứ đại bổ. Anh đưa mấy trăm nghìn viên nguyên đan và 100.000 viên thần đan cho Linh Vi để cho đệ tử kiếm cung dùng, nâng cao tu vi. Ngô Bình chém Minh Huyết Lão Tổ xong liền thấy có vài bóng người bay tới. Họ nhìn Ngô Bình, hỏi, anh có thấy một đám mây máu bay qua không? Người vừa nói là một cô gái mặc váy dài màu xanh, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng trên mặt có sát khí khiến nhìn hơi hung dữ. Ngô Bình, có gặp. Cô gái hỏi, nó đi đâu rồi? Ngô Bình, chắc là chết rồi. Cô gái ngẩn ra, chết rồi. Không thể nào, Minh Huyết Lão Tổ tu vi cao thâm, là lão yêu nghìn kiếp, đạo quân chưa chắc đã áp chế được lão. Tại Linh Xuyên nhỏ bé này, ai có thể giết chết lão chứ? Ngô Bình, cái đó tôi không rõ, cô có thể hỏi người khác. Cô gái hiển nhiên không tin, khẽ nhíu mày nói, đạo hữu, đừng đùa tôi. Chúng tôi là người của Trảm Yêu Các, chuyến này đến đây để giết Minh Huyết Lão Tổ. Ngô Bình, tôi nói rồi, lão chết rồi. Nam tu sau lưng cô gái tức giận nói, cái tên ăn nói linh tinh này đúng là ngứa đòn. Hắn nhận ra Ngô Bình không phải thiên tiên, liền tung một quyền nhắm ngay mặt Ngô Bình. Ngô Bình đường đường là nhân hoàng, thiên tài lừng lẫy. Thấy thế anh liền tức giận, cũng tung chiêu. Quyền của anh tung sau mà lại đến trước, trực tiếp quật lên mặt nam tu. Bốp! Nam tu bị đánh bay mấy trăm mét, lăn vài vòng rồi đáp thẳng xuống đất.
phía dưới có rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này, họ đều cảm thấy đối phương đang tìm chết. Đám ngu xuẩn từ đâu ra vậy, dám ra tay với cung chủ sao? Ai biết, cung chủ là người đã giết Minh Huyết lão tổ mà họ còn dám chọc giận, đúng là gan to bằng trời. Thấy bạn đồng hành bị Ngô Bình đánh, cô gái tức giận nói, anh dám làm người ta bị thương à? Vừa dứt lời sau lưng cô ta có một luồng ánh kiếm bay tới chém về phía Ngô Bình. Cô ta trực tiếp dùng phi kiếm chém giết, phương pháp tu luyện khác với kiếm hoàn của Ngô Bình. Ngô Bình còn chẳng thèm nhìn, chỉ vồ một cái đã tóm luôn ánh kiếm. Ánh kiếm giãy giụa, biến thành một thanh đoản kiếm dài ba tấc, nó biến đổi không ngừng như vật sống. Cô gái kinh ngạc, trả tiên kiếm cho tôi. Ngô Bình liếc nhìn nó và cảm thấy rằng thanh kiếm này không hoàn hảo, dường như nó đã phải chịu một vết thương tiềm ẩn nào đó. Anh thản nhiên nói, tôi và các người không có ân oán gì, vì sao cô muốn dùng kiếm đả thương tôi? Cô gái nói, vì anh ra tay với đồng môn của tôi trước. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, chỉ vì tôi nói sự thật mà đồng môn của cô lại ra tay với tôi. Cô gái tức giận nói, chẳng lẽ không phải do anh nói nhảm sao? Minh Huyết lão tổ lợi hại như vậy, làm sao có thể chết? Ngô Bình, Minh Huyết lão tổ thì không thể chết sao? Dựa theo cách cô nói, hẳn là lão phải sống đến tận thế, cho dù trải qua kiếp nạn của thời đại cũng không thể chết. Cô gái không nói nên lời, tức giận nói, đồ già mồm cái cố, anh đã nói Minh Huyết lão tổ bị giết, vậy thì nói cho tôi biết ai giết lão. Ngô Bình, cô muốn hỏi cái khác thì tôi thật sự không biết. Nếu cô muốn hỏi Minh Huyết lão tổ chết như thế nào thì tôi biết đấy. Cô gái, thế sao? Chẳng lẽ là do anh giết? Ngô Bình, mặc dù cô ngu ngốc, nhưng đoán không sai đâu. Cô gái sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, anh còn không phải thiên tiên, anh có thể giết Minh Huyết lão tổ sao? Ngô Bình, cô không tin tôi cũng không sao. Nói xong, anh lắc cánh tay của mình. Cái gọi là thanh tiên kiếm đã vỡ thành nhiều mảnh. Cô gái kinh ngạc, anh dám phá tiên kiếm của tôi. Vừa nói, hai tay cô ta vung lên, xông về phía Ngô Bình. Ngô Bình không có hứng thú đấu với cô ta, vì vậy anh đã giải phóng sức mạnh động thiên, trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp vạn lần. Cô gái hét lên, cô ta và đồng môn bị đập mạnh xuống đất. Nhóm người này đều bị đập xuống đất, miệng toàn đất cát. Cô gái thì đau đến mức mãi mới dậy được. Ngô Bình đáp xuống cách đó không xa, cười nói các người làm sao vậy? Trong mắt cô gái hiện lên một tia hoảng sợ, sao anh ta làm được? Nghĩ đến việc anh ta phá hủy thanh tiên kiếm của mình bằng một cú dung, cô ta càng cảm thấy sợ hãi. Anh là ai? Ngô Bình chỉ vào Côn Luân Kiếm Cung cách đó không xa và nói, tôi là chủ nhân Côn Luân Kiếm Cung, Lý Huyền Bình. Ngay khi anh nói ra, cô gái sửng sốt, danh tiếng Lý Huyền Bình đã sớm truyền khắp nơi đây, cô gái kinh ngạc một chút, nói tôi cũng không biết anh là Lý Cung Chủ, trước đó đã mạo phạm rồi. Nam tu sĩ bị Ngô Bình đánh đứng lên nói, sư muội, sao phải khách khí với hắn? Cái gì mà Côn Luân Kiếm Cung, người của Trảm Yêu Các chúng ta đâu phải người hắn có thể trêu chọc. Sắc mặt Ngô Bình lạnh đi, anh thật nực cười. Rõ ràng chính các người hỏi tôi tình hình của Minh Huyết lão tổ. Tôi nói rồi thì các người lại đánh tôi. Anh đánh tôi mà tôi không được đánh trả à? Người nọ cười lạnh, anh đã đắc tội Trảm Yêu Các. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ dẫn người phá hủy Côn Luân Kiếm Cung của các người. Ngô Bình nhướng mày, phá hủy Côn Luân Kiếm Cung của tôi. Được, tôi sẽ chờ ở chỗ này. Hiện tại anh trở về gọi người tới. Tôi muốn xem thử đồ ngu như anh có thể tìm đến cao thủ thế nào. Người nọ cười lạnh một tiếng, đó là anh nói đấy, có gan thì chờ ở chỗ này đi. Vừa nói người nọ giơ tay lên, một luồng phù chú ánh sáng bay ra, hình như là bùa truyền tin. Sau khi gửi bùa truyền tin, người đàn ông nhìn Ngô Bình với ánh mắt chết chóc và nói, khi sư huynh của chúng tôi đến, ngay cả sư phụ của anh cũng không thể cứu anh đâu. Sư phụ của anh là Phiêu Miểu Đạo Quân, dám nói lời như vậy thì hẳn người này cũng có chỗ dựa. Cô gái khẽ nhíu mày, nói, sư huynh, chỉ là có chút hiểu lầm, không đến mức phải khai chiến đúng đâu đúng không? Đại sư huynh tính tình không tốt, nếu thật sự đụng độ với Côn Luân Kiếm Cung, hai bên đều có hại.
Người nọ hừ một tiếng, sư muội, sợ cái gì? Đại sư huynh là cường giả từng giết đạo quân, có đại sư huynh thì chúng ta không cần sợ ai. Sau khi nghe điều này, Ngô Bình cũng cảm thấy tò mò, đối phương là ai mà giết được đạo quân? Lúc này, mấy luồng ánh sáng từ phía dưới bay lên, đều là tu sĩ bản địa của Linh Xuyên. Một ông già vội vàng nói, thưa các đạo hữu, Minh Huyết lão tổ quả nhiên là bị Lý Cung chủ chém đầu, chúng tôi đều nhìn thấy. Vừa dứt lời, không chỉ cô gái kinh ngạc mà người đàn ông thả bùa cũng sửng sốt, người kia đã giết Minh Huyết lão tổ sao? Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ hốt hoảng, cảm thấy hơi sợ hãi. Trước đó đại sư huynh từng giao chiến với Minh Huyết lão tổ nhưng đã thua, còn bị thương nặng. Song người này lại giết chết Minh Huyết lão tổ, há chẳng phải chứng minh năng lực người này còn mạnh hơn cả đại sư huynh sao? Nhưng tin đã được truyền đi, không thu hồi được nữa. Nữ tu kia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đại sư huynh rất nóng nảy, nhỡ xung đột với Lý Huyền Bình thì ai bị thương cũng không phải chuyện tốt. Thế nên cô gái này lập tức cúi người thật sâu trước Ngô Bình, Lý Cung Chủ, trước đó chúng tôi đã mạo phạm, tôi chân thành xin lỗi Cung Chủ. Thấy cô gái này còn biết lý lẽ, Ngô Bình đáp nhẹ, nói hay lắm. Người đàn ông nọ đảo mắt, lên tiếng, Lý Cung Chủ giết chết Minh Huyết lão tổ, e là sắp gặp họa lớn rồi. Ngô Bình nheo mắt, thế à, các người lại muốn tiêu diệt kiếm cung của tôi. Người đàn ông đáp, chẳng liên quan gì đến Trảm Yêu các chúng tôi. Minh Huyết lão tổ là yêu tôn của hang vạn yêu, kẻ bị giết chết chỉ là một hóa thân của lão tổ. Lý Cung Chủ giết chết Minh Huyết lão tổ, cảm thấy hang vạn yêu và bản tôn lão tổ sẽ để yên sao? Ngô Bình đáp, chuyện của tôi không cần anh nhọc lòng. Còn người mà anh gọi đến đâu rồi? Tôi rất mong được giao đấu với người đó đấy. Người đàn ông giật thót, Lý Cung Chủ, giữa chúng ta chẳng có thủ oán gì. Tôi thấy chuyện nên dừng ở đây, nhớ có xung đột, ai bị thương cũng không tốt. Đúng lúc này, độn quang xuất hiện trước mặt họ. Một người đàn ông bước ra, trên người có khí tức rất mạnh, là chân tiên. Người đàn ông này không rõ tuổi tác, mặc áo choàng xanh lam, lông mày mảnh dài, tóc nửa xám nửa trắng, quét mắt hỏi, chuyện gì? Cô gái kia vội đáp, đại sư huynh, không có gì đâu ạ. Chúng em đuổi theo Minh Huyết lão tổ đến đây thì gặp được Lý Cung Chủ của Côn Luân Kiếm Cung. Người này cao mày, không có gì sao lại gửi bùa truyền tin. Rảnh rỗi lắm à. Nghe đối phương trách mắng, mấy người kia liền cúi gằm mặt. Người gửi bùa truyền tin bèn lên tiếng, đại sư huynh, ban nãy có một chút hiểu nhầm. Đại sư huynh hỏi, Nhan Duyệt sư muội, Minh Huyết lão tổ đâu rồi? Cô gái kia vội trả lời, đại sư huynh, Minh Huyết lão tổ bị Lý Cung Chủ giết chết rồi. Đại sư huynh khá bất ngờ, người này từng giao chiến với Minh Huyết lão tổ, thực lực kém Minh Huyết đôi chút. Thế mà Ngô Bình lại giết được Minh Huyết, lẽ nào trong tay anh có pháp bảo khắc chế được Minh Huyết lão tổ? Nghĩ đến đây, người này bèn ôm quyền nhìn Ngô Bình, Lý Cung Chủ, Minh Huyết lão tổ nằm trong danh sách phải giết của Trảm Yêu Các. Mong Cung Chủ giao thi thể ra. Ngô Bình đáp, giao thi thể. Xin lỗi, thi thể đã bị tôi luyện hóa, không thể giao ra. Mà Minh Huyết lão tổ là do tôi giết, tôi không thích giao. Đại sư huynh đanh mặt, Lý Cung Chủ không nể mặt tôn mỗ sao? Ngô Bình nói, chúng ta không quen biết, tại sao tôi phải nể mặt? Đại sư huynh cười lạnh lùng, yêu vật mà Trảm Yêu Các truy sát thì chắc chắn sẽ tóm được về tay. Tôi cho Cung Chủ một ngày để suy nghĩ thật kỹ về việc có nên giao thi thể ra hay không. Ngô Bình trả lời, không cần suy nghĩ. Minh Huyết lão tổ bị tôi giết, thi thể cũng nên do tôi xử trí. Đại sư huynh bảo, được. Vậy Cung Chủ hãy chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của Trảm Yêu Các chúng tôi. Dứt lời, người này nói với những người còn lại, chúng ta đi. Nhóm người ấy cưỡi độn quang đi mất. Mấy tu sĩ của bản thổ Linh Xuyên lắc đầu nguầy nguậy. Có người lên tiếng, Trảm Yêu Các thật quá quát, yêu quái do Lý Cung Chủ giết được, sao phải giao cho bọn họ chứ? Một người khác tiếp lời, đúng đấy, từ lúc thành lập đến nay, Trảm Yêu Các đã hoành hành ngang ngược như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình nghe đến Trảm Yêu Các. Anh hỏi, Trảm Yêu Các mới thành lập à? Ai là các chủ vậy? Người đó đáp, Lý Cung Chủ.
Trảm Yêu Các mới thành lập hơn một tháng, các chủ là một đạo quân, nghe nói có lai lịch bí ẩn, năng lực khủng khiếp. Trảm Yêu Các chuyên săn giết yêu quái. Chuyện này đã thu hút rất nhiều tán tu mạnh gia nhập Trảm Yêu Các. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, tại sao Trảm Yêu Các phải giết yêu quái? Không rõ nữa, chỉ biết mỗi khi giết được một con yêu quái, Trảm Yêu Các sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Bây giờ không chỉ người của Trảm Yêu Các mà ngay cả tu sĩ bên ngoài cũng chém giết yêu quái khắp nơi, rồi dùng thi thể đổi lấy tiền. Ngô Bình nói, chẳng trách họ lại muốn lấy thi thể của Minh Huyết Lão Tổ, hóa ra có thể đổi tiền. Anh cũng không quan tâm chuyện này cho lắm. Nói thêm vài câu với các tu sĩ rồi anh quay lại Côn Luân Kiếm Cung, tiếp tục chỉ bảo các đệ tử tu hành. Không bao lâu sau, Lý Thanh Đế đến Kiếm Cung. Thanh Đế, chuyện lần trước tôi bảo anh làm, kết quả thế nào rồi? Anh từng bảo Lý Thanh Đế mua đất, sau đó tặng miễn phí cho những người dân không có đất. Người dân nhận đất không cần nộp thuế nhưng phải lập bài vị trường sinh của Ngô Bình ở nhà. Lý Thanh Đế cười đáp, tôi vẫn đang làm, còn đặc biệt tuyển một số người làm chuyện này, hiện đang tiến triển ổn định. Ngô Bình nói, vậy thì tốt, chuyện tu hành của con cháu Lý Thị cũng không thể lơi là. Hãy chọn một số người có tư chất tốt, để họ đến Kiếm Cung tu hành. Lý Thanh Đế đáp, vâng. Trò chuyện một hồi, Lý Thanh Đế mới cười bảo, tôi đến đây vì có chuyện nhờ vả. Khi có thời gian, mong anh hãy luyện chế ngộ chân đan giúp tôi. Anh ta vừa nói, Ngô Bình đã nhớ ra ngay. Trước đó Lý Thanh Đế đưa anh một công thức luyện chế ngộ chân đan. Ngộ chân đan có thể giúp tu sĩ bước vào cảnh giới chân tiên, nên việc luyện chế không hề dễ. Trước đây Ngô Bình ở cảnh giới thấp, bây giờ đã mở động thiên, anh có thể luyện chế đan dược này rồi. Để tôi thử, anh ở đây chờ nhé. Nếu tôi luyện chế thành công, anh có thể trực tiếp mang cho sư tôn của anh. Lý Thanh Đế cảm mừng, cảm ơn tông chủ. Ngô Bình nói, hiện giờ tôi không còn là tông chủ nữa. Anh mới là tông chủ. Lý Thanh Đế cười đáp, anh đã mở huyết mạch của lão quân, sau này tôi sẽ gọi anh là thánh tổ. Ngô Bình đáp, tùy anh. Anh đến một nơi vắng vẻ và bắt đầu luyện chế ngộ chân đan. Bách Thảo Tiên có nhiều dược lực, anh cũng có một lượng lớn dược liệu, luyện chế không khó. Lò đầu tiên, anh rất cẩn trọng. Kết quả được đan thành phẩm vương phẩm. Lò thứ hai đã đạt đế phẩm. Anh lấy ra hai viên ngộ chân đan đế phẩm, bảo Lý Thanh Đế đưa cho sư tôn của anh ta. Anh hơi tò mò về giá trị của loại đan dược này, bèn bán đấu giá một viên ngộ chân đan vương phẩm trên mạng tiên. Cửa hàng của anh luôn bán đan dược phẩm chất cao, nên vừa đăng lên đã lập tức thu hút hàng trăm nghìn người mua đến xem. Sau khi đã rõ giá trị của ngộ chân đan, sự cạnh tranh trở nên vô cùng khốc liệt. Giá cả từ hàng chục triệu đồng thần long tăng vọt lên 500 triệu đồng thần long. Đến giây phút cuối cùng, nó được mua với giá 550 triệu đồng thần long. Xem ra ngộ chân đan có giá trị rất cao, có sức hấp dẫn với rất nhiều thiên kiêu. Từ thần tiên đến chân tiên là một lần thay đổi về chất, quá trình thăng cấp không chỉ cần tư chất tốt mà còn cần vận may. Có những người mang tư chất nghịch thiên, nhưng cả đời cũng không thể trở thành chân tiên. Ấy là vì bản chất của chân tiên là kích phát thể chất của thái cổ chân nhân. Bản thân Ngô Bình chính là thái cổ chân nhân nên mới có thể luyện chế đan dược thần kỳ, giúp người ta đột phá đến cảnh giới chân tiên. Lúc này, đột nhiên có người liên lạc với anh qua mạng tiên. Anh đọc tin, thấy đối phương nhắn, kính chào thầy luyện đan, tôi là ông chủ của Thiên Đan Đường, hy vọng có thể làm đại lý cho đan dược của anh. Nếu có hứng thú, anh có thể liên hệ với tôi, mong được gặp mặt. Ngô Bình đọc xong rồi mặc kệ. Anh tự luyện chế đan dược, hoàn toàn không cần hợp tác với ai cả. So với việc để người khác kiếm lời, thà để anh thi thoảng tổ chức đấu giá còn hơn. Bán đan dược xong, anh đang định luyện chế thêm hai lò thì bùa ngọc trên người chợt sáng lên. Trưởng lão áo tím của giáo phái Thiên Cổ, Trương Bạch Y, đang liên lạc với anh. Ngô Bình lập tức truyền tiên lực. Giọng nói của Trương Bạch Y liền vẳng đến, đan sư Ngô, bây giờ chúng tôi định tiến vào cổ giới, đây chính là thời cơ tốt nhất. Không biết anh có rảnh không? Hóa ra Trương Bạch Y và Ngô Bình đã hẹn với nhau, một tháng sau sẽ đến đó. Nhưng Ngô Bình bận rộn nhiều việc, mãi vẫn chưa đi được. Trương Bạch Y không ngồi yên được nữa, cuối cùng mới sốt ruột liên lạc với anh.
Ngô Bình nói, trưởng lão à, chúng ta có thể vào cổ giới bất kỳ lúc nào sao? Trương Bạch Y đáp, đúng vậy, chỉ cần đan sư đến đây, chúng ta sẽ vào cổ giới được ngay. Lúc này có nhiều cổ vừa thức giấc, giờ là thời cơ tốt nhất để bắt chúng. Ngô Bình ngẫm nghĩ, anh cũng muốn luyện chế cổ đan, bèn bảo, được. Hãy chờ một lát, tôi sẽ đến giáo phái thiên cổ ngay. Anh nói đi là đi. Mười mấy phút sau, Ngô Bình đã xuất hiện ở nơi ở của Trương Bạch Y. Trương Bạch Y đang ở nhà chờ anh, vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Ngô Bình, cuối cùng đan sư cũng đến rồi. Ngô Bình hỏi, khi nào chúng ta sẽ xuất phát vậy, trưởng lão? Trương Bạch Y cười đáp, tìm cổ trùng là chuyện rất phiền phức. Tôi đã nhờ một người bạn lâu năm giúp đỡ. Chúng ta đợi thêm một lát nhé. Chờ bạn tôi đến, chúng ta sẽ vào cổ giới ngay. Ngô Bình không quen biết thành viên nào khác của giáo phái thiên cổ ngoại trừ Trương Bạch Y, bèn hỏi, ồ, không biết đối phương có thân phận thế nào. Trương Bạch Y trả lời, đó là bạn lâu năm của tôi, Hoa Dương Lão Tiên. Bạn tôi giỏi thuật điều khiển trùng, có quan hệ mật thiết với giáo phái thiên cổ, đôi bên thường giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Bình hỏi, người này đáng tin chứ? Trương Bạch Y đáp, anh Hoa Dương là người trung hậu, nhưng không giỏi giao tiếp với người khác. Nhân phẩm không hề có vấn đề gì, là người mà tôi có thể giao phó cả tính mạng. Thật ra Ngô Bình không muốn có người lạ tham gia, nhưng thấy Trương Bạch Y ỉ lại vào người kia như vậy, anh cũng không nói gì nữa. Họ uống được vài chén trà thì một ông lão xuất hiện. Trương Bạch Y vội đứng dậy nghênh đón, cười bảo, anh Hoa Dương, lần này phải làm phiền anh rồi. Ông lão mặc đồ vải màu xám rất bình thường, vóc dáng cao to, tóc hoa râm. Gương mặt nhăn nheo. Tu vi của ông có lẽ là thần tiên. Bên cạnh ông lão là một cậu trai. Cậu trai mặc đồ xanh lam, ăn mặc đơn giản, trông rất cường tráng phúc hậu. Có lẽ cậu trai này rất ít ra ngoài, lúc này đang tò mò đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Hoa Dương Lão Tiên cười nói, chúng ta quen biết đã lâu, không cần phải khách sáo như thế. Rồi ông lão quét mắt nhìn, vị này là đan sư Ngô Nhỉ. Ngô Bình cúi chào, chào tiền bối Hoa Dương. Trương Bạch Y nói, đan sư, Hoa Dương Lão Tiên là thần tiên trăm kiếp, năng lực cao thâm khó lường. Độc trùng do Hoa Dương nuôi vô cùng lợi hại, một khi đã ra tay thì ngay cả đạo quân cũng không địch nổi. Hoa Dương Lão Tiên xua tay, thần tiên trăm kiếp gì chứ, chẳng qua tư chất không tốt, chỉ đành nằm yên ở cảnh giới thần tiên. Nếu tôi có thể thành chân tiên thì đã sớm đột phá rồi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, tiền bối Hoa Dương, trên mạng tiên có người bán một loại ngộ chân đan, chẳng hay tiền bối có hứng thú hay không? Hoa Dương Lão Tiên cười bảo, tôi chưa từng đăng nhập mạng tiên nên không biết. Ngộ chân đan mà đan sư nói có thể giúp tôi đột phá đến cảnh giới chân tiên sao? Ngô Bình đáp, có lẽ là được, dù không thể đột phá thì cũng không gây hại gì. Hoa Dương Lão Tiên nói, đan sư có thể mua một viên giúp tôi không? Ngô Bình ngẫm nghĩ, được, nhưng đan này được bán qua đấu giá, viên trước đó đã có giá 550 triệu đồng thần long. E rằng viên tiếp theo sẽ đắt hơn. Hoa Dương Lão Tiên cười bảo, không ngờ lại đắt như thế, xem ra là sản phẩm đắt hàng. Thế này đi, tôi sẽ đưa trước cho đan sư 1 tỷ đồng thần long, chắc hẳn có thể đấu giá được một viên. Ngô Bình đáp, được. Họ hàn huyên vài câu rồi khởi hành đến cổ giới. Lối vào cổ giới nằm ở khu vực trung tâm của giáo phái thiên cổ, đệ tử bình thường không thể tiếp cận. Dọc đường, Ngô Bình đã gặp phải vô số lính gác ngầm. Nếu không nhờ sự có mặt của Trương Bạch Y và Hoa Dương Lão Tiên, những người đó đã nhảy ra tra hỏi thân phận của anh rồi. Họ đi đến trước một sơn động, bên ngoài sơn động có một cánh cổng kim loại đang đóng chặt. Ngoài cửa có 4 chân tiên canh giữ nơi này. Trương Bạch Y rất lịch sự với họ. Cười nói, các anh em, tôi muốn đến cổ giới một chuyến. Địa vị của trưởng lão áo tím rất cao. Trương Bạch Y nói rằng muốn vào, 4 người canh gác không nói tiếng nào, lập tức mở cổng để 4 người họ lần lượt tiến vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.